Phóng viên phỏng vấn Pháp sư Tịnh Không, tập 2. Quan niệm của phương Tây đưa chúng ta đến đâu? Thời gian ngày 31 tháng 10 năm 2008. Địa điểm: Trường Đại học Khoa học và Kỹ thuật Hồng Kông. Thưa Pháp sư, một lần nữa con cảm ơn Ngài đã đồng ý phỏng vấn. Trước khi bắt đầu, chúng con xin giới thiệu một chút về Ngài. Ngài đã hơn 50 năm không tiếp xúc với truyền thông, như không xem truyền hình, báo chí, tạp chí, giống như đoàn tuyệt như thế giới này. Nhưng để chúng phát hiện điều này không gây trở ngại, Ngài cứu khổ cứu nạn chúng sanh ở thế gian. Nhiều nguyên thủ, lãnh đạo của nhiều quốc gia đều đến thỉnh giáo Ngài. Từ khi Ngài nhiều lần cảnh báo với đại chúng, thiên tai nhân họa ở ngay trước mắt, trở tay không kịp nữa rồi. Toàn bộ thế giới đều như vậy. Thí dụ như khủng hoảng tiền tệ lần này nổ ra tại nước Mỹ. Nếu như ngồi ở đây là Tổng thống Mỹ Bush, nêu ra câu hỏi thỉnh giáo với Ngài: thưa Ngài, chúng tôi đã xảy ra vấn đề gì? Vấn đề là do đâu? Nói chung, vấn đề ở chỗ mê mất tự tánh. Vấn đề này người phương Tây biết được không nhiều. Tuy nhiên ở phương Đông, ở Trung Quốc, ở Ấn Độ, đối với vấn đề này hiểu rõ rất thấu triệt. Tánh người vốn thiện. Nếu như tư tưởng, ngôn hạnh của con người trái ngược với tự tánh thì tự nhiên sẽ xảy ra tai nạn thôi. Vì sao vậy? Cảnh tùy tâm chuyển. Tâm và toàn thể vũ trụ là một thể, không thể chia cắt. Đối với học vấn này thì Trung Quốc và Ấn Độ đã vượt qua phương Tây. Ngài biết hiện nay hầu như đại chúng trên toàn thế giới đều đi theo quan niệm của phương Tây. Những điều Ngài nói đều là trí huệ vô cùng quyền bí của phương Đông, trí huệ của cổ thánh tiên hiền. Họ có lẽ nghe ra không hiểu. Đúng vậy, giá trị quan của phương Tây được xây dựng trên dục vọng của loài người. 2500 năm trước, Mạnh Tử đã từng nói về vấn đề này. Mọi người đều quen thuộc câu chuyện Mạnh Tử gặp Lương Huệ Dương. Khi Lương Huệ Dương nhìn thấy Mạnh Tử đến, cũng rất khách khí tiếp đón, rồi hỏi: Ngài không ngại ngàn dặm xa xôi đến đây, chắc là sẽ mang lại điều gì lợi ích cho đất nước của ta? Ông ấy đặt lợi ích lên trước. Đây chính là quan niệm của phương Tây ngày nay. Nhưng Mạnh Tử trả lời là: Bệ hạ hà tất nói đến lợi, còn nhân nghĩa thì sao? Lợi ích là điều con người nhất định tranh đoạt. Bạn xem chữ lợi, một bên là bộ hòa, là gạo để ăn, bên kia là bộ đao. Hóa ra là như vậy. Đúng, điều mà con người nhất định tranh đoạt thì xã hội có thể được an định không? Thế giới có hòa bình không? Cho nên ông nói: còn nhân nghĩa thì sao? Có nhân có nghĩa. Đây là quan niệm của chúng ta, không phải của phương Tây. Người phương Tây không có nhân, không có nghĩa. Nói cách khác, chúng ta gọi là bất trung, bất hiếu, bất nhân, bất nghĩa. Đó là người phương Tây. Chúng tôi tiếp xúc với người phương Tây nhiều, cùng sống với họ trong thời gian dài. Đúng là mục đích quan hệ của họ chính là lợi hại. Có lợi ích là bạn bè, không lợi ích thì là kẻ thù, vô cùng đáng sợ. Còn câu nhân là yêu thương người, nghĩa là tuân theo đạo lý. Nghĩa là thế nào? Hợp tình, hợp lý, hợp pháp gọi là nghĩa. Họ không có, không hiểu được những điều này mà chỉ biết lợi hại. Nghe đến quan hệ cha con cũng như vậy. Cho nên vấn đề quan niệm của phương Tây rất nghiêm trọng. Họ mê mất rồi. Chúng ta ngày nay không tin tưởng vào giáo huấn của tổ tiên mà lại học theo họ. Thứ tốt của họ là khoa học kỹ thuật, cái này có thể học,
Nhưng những giá trị quan cơ bản thì chúng ta vượt qua họ rất nhiều. Chúng ta học theo họ sẽ thiệt thòi rất lớn. Con người họ không phục, họ nói cách nói này của Ngài lạc hậu rồi. Ngài xem những quốc gia phương Tây, dựa vào cái quan niệm của họ, đất nước của họ rất là phát triển, hơn nữa tiềm lực quân sự là bậc nhất, từ trước đến nay đều như vậy. Chẳng lẽ chúng ta học theo họ là sai rồi sao? Học sai rồi. Quân sự phát triển đến cuối cùng không có kẻ thắng cuộc, mà là cùng chết. Mọi người cùng chết thì cái quan niệm này có tốt không? Khi tôi ở Mỹ, tôi thường nói với người Mỹ, vũ khí nguyên tử người Mỹ cất giữ có thể hủy diệt Trung Quốc 100 lần, nhưng vũ khí nguyên tử của Trung Quốc có thể hủy diệt nước Mỹ 1 lần. 1 lần và 100 lần cũng giống như nhau, là đều bị hủy diệt hết. Cho nên họ suy nghĩ thấy cũng đúng là đạo lý này. 1 lần hủy diệt đều chết hết. Điều này là thật. Vì vậy chúng ta không phải không có khoa học kỹ thuật, mà đã rất phát triển từ mấy ngàn năm trước, nhưng không làm. Bạn xem trong sách xưa, thời kỳ Vương Mãn đã có người học bay lượn rồi. Gia Cát Lượng dùng trâu ngựa bằng gỗ để cơ giới hóa vận chuyển, nhưng vì sao sau khi ông chết rồi lại phá hủy toàn bộ, không để lại cho đời sau? Đây không phải là tự tư tự lợi, mà do hiểu được những thứ này nếu phát triển tiếp mà không có đạo đức luân lý để khống chế kiểm soát thì nhất định sẽ xảy ra vấn đề. Cho nên quan niệm của chúng ta xây dựng trên nền tảng đạo đức luân lý, nên không xảy ra tình trạng hỗn loạn. Những điều đó đều thuộc về kỹ thuật, kỹ xảo, không liên quan đến nguyên tắc làm người. Đúng, đúng vậy, không sai. Nhất định phải có giá trị quan làm người để mà khống chế, kiểm soát nó, thì họ mới có thể có được một chút lợi ích nhỏ. Nếu không có luân lý đạo đức để kiểm soát thì sẽ họa hại vô cùng. Mọi người hiện nay đều thấy, hiện nay bất luận là giàu nghèo sang hèn, sống trên thế gian này, mỗi ngày từ sáng đến tối hoang mang bất an, không có cảm giác an toàn. Nguyên nhân là gì? Do khoa học kỹ thuật gây ra. Tuy là chưa sử dụng vũ khí nguyên tử, nhưng sức uy hiếp của chúng khiến cho tâm con người cảm thấy không an, hoảng sợ. Người xưa không có loại hoảng sợ này. Ngày nay dùng giá trị quan phương Tây nên như vậy. Nỗi hoảng sợ này đối với cả đời một người là có uy hiếp quá lớn. Đây là điều chúng ta phải nhận thức rõ ràng. Con biết Ngài từng thăm thành phố Hiroshima. Đúng, tôi đặc biệt đến Hiroshima và Nagasaki. Đến đó rồi tôi mới hoác nhiên đại ngộ. Tiểu tam tai mà Kinh Phật nói đến chính là nói về điều này. Từ trước đến nay chúng tôi vẫn giảng chưa thấu triệt rõ ràng về tiểu tam tai. Phật nói tiểu tam tai là chiến tranh 7 ngày. Chiến tranh 7 ngày 7 đêm. Sau chiến tranh là bệnh dịch 7 tháng 7 ngày. Sau khi bệnh dịch là 7 năm 7 tháng 7 ngày. Mất mùa. Khi tôi đi đến đó, đúng lúc đó là năm thứ 8, năm thứ 9 rồi. Trên mặt đất vừa mới mọc được cỏ. Người địa phương nói với chúng tôi, khu vực này quả thật là 7 năm đến 8 năm không mọc được cỏ cây. Tôi mới hoác nhiên đại ngộ. Hóa ra cuộc chiến chúng ta đánh nhau với người Nhật 8 năm không được xem là kiếp đao binh của tiểu tam tai. Không được tính à? Đúng vậy. Trên kinh nói chiến tranh 7 ngày, tiếp theo là 7 tháng dịch bệnh, tiếp theo nữa là mất mùa 7 năm. Đó là tiểu tam tai mà trên kinh nói, chính là chiến tranh nguyên tử. Sau khi nổ ra thì quả thật bụi phóng xạ ảnh hưởng trong nửa năm. Nếu nhiễm bụi phóng xạ trong nửa năm không chết thì bạn mới có thể sống sót. Vừa dặn đúng 7 năm. Đúng vậy. Cuối cùng 7 năm cỏ cây không mọc nổi chính là mất mùa. Phật kinh đã viết rõ. Đúng vậy. Tôi thấy rồi tôi mới hiểu, tiểu tam tai là chiến tranh nguyên tử.
Thế nhưng tiểu tam tai này lại do quả bom nguyên tử của phương Tây, do nước Mỹ ném xuống. Đúng vậy. Điều này mấy ngàn năm trước được người Ấn Độ nói và ghi chép trên kinh Phật. Từ đây chúng tôi mới hiểu kinh Phật nói không sai một chút nào, không thể đi theo giá trị quan đó. Đúng vậy. Nhà khoa học đưa ra đáp án, nguy cơ hiện nay chủ yếu do mức độ tiêu dùng của nhân loại quá lớn, năng lượng và tài nguyên của quốc gia không cung cấp đủ, tức là tài nguyên trái đất không đủ cung cấp nên sẽ sụp đổ. Nhà khoa học và xã hội học nói đây là một dạng bắt đầu của sự sụp đổ tài nguyên. Ngài có tán thành hay không à? Cách nói này có đạo lý. Khi truy tìm về căn nguyên thì phát hiện vấn đề chính là giá trị quan, tiêu dùng bạc mạng. Đúng vậy. Lãng phí là phá hoại cân bằng sinh thái tự nhiên. Đối với sự cống hiến của đại tự nhiên cho loài người, như quần áo, thức ăn, chỗ ở, đi lại, thì loài người không biết trân quý, cảm ơn, nên chiêu cảm báo ứng của tự nhiên. Vì có người hiện nay không hiểu, cho rằng tự nhiên không có sinh mạng, đây là sai lầm. Trong Phật Pháp, toàn bộ vũ trụ là một cơ thể sống động. Cơ thể sống à? Đúng vậy. Cho nên chúng ta cảm ơn thì sự cống hiến của vũ trụ cho chúng ta sẽ vô cùng tốt đẹp. Chúng tôi đã làm thực nghiệm ở Úc, có vườn rau. Chúng tôi cảm ơn đối với rau xanh và cây ăn quả, nên quả của chúng rất thơm, quả đặc biệt ngọt. Đây là điều khác biệt. Chúng tôi không cần dùng thuốc trừ sâu, phân hóa học, mà dùng tâm cảm ơn, tâm yêu thương. Chúng tôi yêu thương chúng thì chúng cũng yêu thương chúng tôi. Chúng tôi làm thí nghiệm về điều trên kinh Phật nói toàn bộ vũ trụ là một thể, thì đúng là như vậy, không giả chút nào. Ở nước ta từ trước đến nay, chúng ta không có kinh nghiệm đối với nền kinh tế thị trường, đều học theo kinh tế học của phương Tây. Nước ta dân số thì nhiều, một khi mọi người đều tiêu dùng, dục vọng của mọi người bị kích thích tiêu dùng. Có người cảnh báo dân số lớn như vậy, trong mắt của người kinh doanh là thị trường rất lớn, nhưng trong mắt của nhà xã hội học thì đây là sự tiêu hao năng lượng cực lớn. Nếu chúng ta đi theo con đường này thì sẽ xuất hiện tình trạng năng lượng không đủ dùng, rồi sẽ đi theo vết xe đổ của phương Tây ạ. Sẽ đến nhanh và thê thảm hơn so với phương Tây. Vì sao vậy? Vì dân số quá nhiều. Điều này phải cảnh giác. Tổ tiên chúng ta và chúng ta phải tiết kiệm, thanh đạm. Tiết kiệm là mỹ đức. Quan niệm của phương Tây thì tiêu dùng là mỹ đức, là số một, không giống nhau. Hôm nay có người nói với tôi, Dương Vĩnh Khánh mời anh ấy ăn cơm, chỉ là một cái bánh chưng. Người giàu nhất Đài Loan. Đúng vậy. Anh ấy cho rằng có nhiều thức ăn ngon, kết quả chỉ là một cái bánh chưng và một cái khác, chỉ có hai cái. Cho nên khi nhìn, anh ấy ngây người ra rồi nói, ăn thế thôi sao? Hằng ngày Dương Vĩnh Khánh ăn thứ đơn giản nhất. Đây là mỹ đức của chúng ta. Qua khác so với phương Tây không như nhau. Họ là ham muốn cực độ. Đúng vậy, không sai. Chúng ta biết thanh tâm quả dục, mạnh khỏe trường thọ. Mấy mươi năm nay, đặc biệt sau Thế chiến thứ hai, toàn thế giới đều học theo phương Tây và Mỹ. Họ cho rằng đó là tiêu chuẩn phát triển, biểu hiện sự tiến bộ văn minh loài người. Không phải. Thật ra chúng ta trong thời gian quá dài đã dứt đi nền văn hóa truyền thống của chính mình. Chúng ta mất đi nền tảng, nên nhìn thấy họ tốt liền học theo. Nếu bạn có nền tảng văn hóa truyền thống thì bạn vừa nhìn sẽ hiểu ra ngay ưu điểm và nhược điểm của họ là gì.
Cho nên nói đến sau cùng vẫn là do chúng ta lơ là đánh mất đi văn hóa truyền thống của tổ tiên. Đặc biệt còn là đại bất hiếu, là xem thường tổ tiên. Đại bất hiếu. Ngài nói hiện nay có rất nhiều người nghe đến năng lực phán đoán sự nguy hiểm và an toàn đều không còn nữa. Không còn nữa. Đây là trí huệ, không phải là tri thức. Nguyên nhân do mất đi trí huệ à? Đúng vậy. Xưa nay chúng ta đời đời tương truyền là trí huệ. Tri thức là thứ hai, trí huệ mới là bậc nhất. Bạn xem Tứ Khố Toàn Thư, Kinh Sử Tử Tập, trong đó kinh là trí huệ, sử là tri thức. Như vậy thì kinh điển nói nguyên lý, nguyên tắc là quy luật. Đúng vậy, không sai. Thí dụ như trong kinh điển nhà Nho, Khổng Lão Phu Tử chỉ nói một chữ nhân trong từ nhân ái. Một chữ này đã bao gồm tất cả. Điều này khẳng định không phải là tri thức à? Đúng vậy, chữ nhân này là hai người, mang nghĩa hội ý, nghĩ đến chính mình cũng nghĩ đến người khác. Nhân là yêu thương người, điều mình không muốn đừng làm cho người khác. Chúng ta là như vậy. Nước ngoài thì không như vậy, họ tổn người lợi mình. Mọi người đều tổn người lợi mình thì xã hội làm sao mà không có xung đột chứ? Nên xung đột trong xã hội diễn ra ở mọi tầng lớp. Xung đột gia đình, xung đột giữa nhân viên và ông chủ trong công ty, giữa người lãnh đạo và người bị lãnh đạo, rồi phát triển đến xung đột chủng tộc, tôn giáo bè phái, chính trị. Mọi nơi đều là xung đột. Thành ra thế giới gì đây? Thế giới thịnh hành giá trị quan phương Tây là khuyến khích cạnh tranh. Đúng vậy, cạnh tranh đến cuối cùng. Tôi thường nói cạnh tranh sẽ dẫn đến đấu tranh. Đấu tranh nâng lên cao nữa là thành chiến tranh. Mà Phật nói đó là tiểu tam tai. Xảy ra một lần rồi. Đúng vậy. Cho nên trước đây khi chúng tôi giảng về tiểu tam tai, đại tam tai, thường không viên mãn. Trên truyền hình có nhiều bài phát biểu phân tích của các nhà kinh tế học. Con xin thay mặt người dân hỏi là, mọi người phát hiện nếu không tiêu dùng nữa thì những nhà kinh tế học này sẽ không có việc làm, khiến cho ta phải đặt dấu chấm hỏi về những lý luận và phương pháp của họ. Tại vì sao họ cổ vũ tiêu dùng? Ngược lại của cổ vũ tiêu dùng là khuyến khích tiết kiệm. Lẽ nào khuyến khích tiết kiệm là sai? Mọi người có nghi vấn này. Dạy tiền sống qua ngày chính là phá gia chi tử. Người dân nói những nhà kinh tế học này đang đào tạo phá gia chi tử hay sao? Đúng vậy. Không sai. Tôi nhớ lần đầu tiên trở về nước, khoảng năm 1980 mấy, hình như mới mở cửa không lâu, cùng với Hàn quán trưởng về thăm quê của bà. Bà là người Đại Liên. Trong nhà khi đó có bạn bè thân thích khoảng 20-30 người. Tôi nhớ có ba bàn tiệc, mọi người cùng nhau ăn cơm. Chúng tôi từ Mỹ trở về nên họ rất ngưỡng mộ, muốn tôi khai thị. Khi đó tôi nói với họ, các bạn ngưỡng mộ cuộc sống của người Mỹ. Hôm nay tôi hỏi các bạn một câu, 30 người ngồi đây có ai vay tiền để sống qua ngày không? Mọi người nhìn nhau, không ai như vậy. Không có ai bị nợ nần. Tôi nói các bạn không biết, chính các bạn mới thực sự là hạnh phúc. Người Mỹ phải vay tiền để sống qua ngày. Vay tiền từ khi mới sanh ra cho đến chết vẫn chưa trả hết, đời sau vẫn phải trả. Các bạn muốn sống những ngày như vậy không? Nhà cửa là dây nợ, chiếc xe này cũng là dây nợ, tủ lạnh, vân vân, đều là dây nợ. Hàng ngày làm việc bán mạng để làm gì? Để trả nợ. Mà muốn như vậy không? Đâu được giống như các bạn sau khi đi làm về,
bày bàn cờ ra chơi ở trước nhà, vừa nhâm nhi chút rượu vừa tán gẫu. Cây thú an nhàn thoải mái này người Mỹ nằm mơ cũng không có. Bạn có muốn sống gì không? Con thấy Hồng Kông rất giống như tình trạng nước Mỹ. Nhiều người Hồng Kông đều sống như vậy, cả đời họ phải trả nợ. Bắc Kinh cũng có một số trường hợp như vậy. Đúng vậy. Chúng ta nhất định không thể sống cuộc đời như vậy. Tôi ở Mỹ mười mấy năm, chưa từng vay ngân hàng một xu. Tôi thấy điều này rất nhục. Vay tiền để sống, bạn thành thể thống gì chứ? Nghèo khổ đến mấy cũng không nên vay tiền để sống. Tâm bạn sẽ an, tâm an lý đắc. Đó mới gọi là hạnh phúc nhân sinh thật sự. Mấy ngàn năm nay ở nước ta, vay tiền để sống, để hưởng thụ rất là nhục nhã. Đúng vậy, không ai tha thứ cho bạn được. Nếu con của con nói chúng ta đi vay tiền để hưởng thụ cuộc sống, con trả lời con thật không có chí khí. Đúng vậy, không sai. Người Mỹ không trả lời như vậy. Đúng, nên có tai nạn thì nước Mỹ hứng chịu đầu tiên. Điều đó là có đạo lý. Nhiều nhà tiên tri nước ngoài nói trên thế giới có tai họa lớn, từ đó mà có, bắt đầu từ nước Mỹ. Tôi tin như vậy. Vì sao? Bạn xem họ tạo ra nhân gì? Nếu họ thúc đẩy giá trị quan của họ khiến toàn thế giới làm theo, họ sẽ bị hủy diệt trước tiên. Họ dạy người khác trở thành xấu xa. Bản thân bạn xấu xa là lẽ đương nhiên, bạn còn dạy người khác làm ác thì tội càng nặng rồi. Lý luận của phương Tây là khuyến khích tiêu dùng, đẩy mạnh nội cầu. Ngược lại, văn hóa truyền thống khuyến khích tiết kiệm. Ngày nay tài nguyên toàn thế giới sắp cạn kiệt, mọi quốc gia đều có vấn đề này. Đúng vậy. Thí dụ đũa dùng một lần, trên thực tế nếu không sử dụng thì không cần chặt cây. Nhưng các nhà kinh tế học, thương nhân sẽ phản đối là bạn không tiêu dùng thì không được. Không đúng. Đó là thiểu số. Vì lợi ích thiểu số mà phá hoại toàn bộ đại tự nhiên, phá hoại toàn bộ xã hội thì đó là sai rồi. Cho nên nhất định phải có trí huệ để quan sát. Tôi không tán thành kinh tế phương Tây. Hôm qua tôi có nói, nhà kinh tế học phương Tây đến Học viện Thương mại Úc Châu để diễn thuyết. Tôi nghe rồi thì lắc đầu. Người Úc không đến nổi, họ biết đủ. Họ biết hưởng thụ đại tự nhiên, không ham thích kiếm tiền. Cho nên buổi sáng cửa hàng 11 giờ mới mở cửa, buổi chiều 5 giờ đóng cửa rồi. Thứ bảy và chủ nhật nghỉ làm đi chơi. Có doanh nghiệp học giả hỏi, mọi người đều biết đủ. Theo quan niệm của văn hóa truyền thống thì quốc gia sao mà tiến bộ, xã hội sao mà phát triển được? Đúng vậy. Người Úc không muốn phát triển công thương nghiệp. Họ nói là muốn giữ lại tài nguyên cho thế hệ sau. Cuộc sống hiện nay thoải mái là tốt rồi, là thỏa mãn rồi. Vì vậy nước Úc đất rộng, tài nguyên phong phú, người ít, dân số chỉ có hơn 20 triệu người, nên họ không tranh giành, cạnh tranh. Có cách nói là đây là thời kỳ chuyển đổi, thời kỳ quá độ nên phải chặt cây, phải có cái giá phải trả của tự nhiên. Sau thời kỳ quá độ có lẽ sẽ không sao đâu. Không đúng. Sau thời kỳ quá độ thì tai họa tự nhiên sẽ có. Vào thời kỳ kháng chiến, tôi từng đến Trường Giang. Khi đó rừng hai bên bờ sông vẫn còn, rừng nguyên thủy vẫn còn. Trong thơ của người xưa có câu:
hai bờ tiến vượng véo von, thuyền nan đã vượt núi non vạn trùng, rất ý vị. Năm 2000, tôi cùng đoàn đại biểu của chính tôn giáo của Singapore đi thăm Trung Quốc trong 16 ngày. Cục tôn giáo đặc biệt sắp xếp hành trình này. Nói trước đây tôi từng đến đó, bây giờ đến đó một lần nữa. Từ Nghi Xương đến Trùng Khánh, đi qua đập Tam Hiệp, rừng cây hai bên bờ sông không còn. Tôi nhìn thấy thật sự rất đau lòng. Rừng cây không còn nữa, nên Trường Giang có thủy tai, không giữ được đất và nước, hay bị dở đê. Đó là điều mang đến tai họa. Bạn nghĩ xem, chặt phá cây rồi thì một lần thủy tai, bạn trả giá biết bao nhiêu sinh mạng của con người và tài sản chứ. Khi làm việc này họ không nhìn ra, không nhìn thấy. Sau này họ mới hiểu được rừng cây là giữ đất và nước, chúng có tác dụng chức năng này. Con xin thỉnh giáo ngài một vấn đề. Chúng ta có truyền thống trí huệ 5.000 năm, nhưng vì sao trong lịch sử chúng ta không có nhà kinh tế học à? Có, không phải không có. Nếu không có thì chúng ta làm sao có thể sinh sống ở trong 5.000 năm được chứ? Trong 5.000 năm có rất nhiều nhà đại phú trưởng giả, rất nhiều người phát tài trong ngành công thương nghiệp, nhưng chúng ta không gọi là nhà kinh tế học, chúng ta nói là tài phú từ đâu có? Trong mạng bạn vốn có. Người nước ngoài không nói như vậy, đây là sự thật. Cho nên bạn thấy chúng ta xem tướng đoán mạng là có đạo lý. Người lường gạt trong xã hội không ít, nhưng quả thật có đạo lý này. Tài phú trong mạng bạn từ đâu mà có? Do bạn tu được trong đời quá khứ, nên phát tài có đại đạo. Nho Thích Đạo đều nói đạo lý này. Chỉ cần bạn thật làm, Viên Liễu Phàm và bản thân tôi là thí dụ rất rõ ràng. Khi tôi còn trẻ, họ đoán mạng tôi là tài khố trống rỗng, không có tiền, cũng không có mạng làm quan. Hơn nữa còn đoán mạng, vận mạng thực sự là rất bi thảm. Sau khi gặp được Phật Pháp, thầy dạy tôi có thể thay đổi được. Lão sư tôi nói, tài khố của con từ đâu có? Do trong đời quá khứ bố thí tài mà có. Con bố thí nhiều thì tài khố nhiều, bố thí ít thì tài khố ít. Đời quá khứ vì keo kiệt không tu bố thí, nên đời này của con chịu quả báo nghèo túng. Đây là thật, không phải là giả. Nếu còn thêm việc trộm cắp, sử dụng thủ đoạn không chính đáng để mưu đoạt tài phú của người khác, thì càng nghèo càng khổ rồi. Nếu bạn tu bố thí pháp được thông minh trí huệ, bố thí vô quý được khỏe mạnh sống lâu. Bố thí vô quý là bạn có thể giúp đỡ người khác tránh được nguy hiểm, tránh được tai nạn, khiến thân tâm của họ được bình an. Như vậy thì gọi là bố thí vô quý. Như vậy lịch sử nước ta có nhà kinh tế học chỉ là không giống của phương Tây. Đúng vậy, của phương Tây là giả, gạt người, không phải thật. Nhà kinh tế học đâu có phát tài chứ. Hơn nữa nhà kinh tế học trước tiên phải yêu thương con người. Đúng vậy, không sai. Trí huệ họ dạy phải là giúp đỡ con người sinh sống, không phải đấu tranh. Đấu tranh sao mà giàu được? Đấu tranh mà giàu được thì kẻ trộm cướp đều là đại phú đại quý hay sao?
Cho nên chúng ta giữ vững một nguyên tắc tối cao: tùy thuận tánh đức là thiện, trái ngược tánh đức là ác. Tánh đức là gì? Chúng ta quy nạp thành bát đức, gồm 8 chữ: hiếu đệ trung tín lễ nghĩa liêm sĩ. Người đời sau thêm 4 chữ: nhân ái hòa bình. 12 chữ này chính là tánh đức. Bằng khởi tâm động niệm không trái ngược với 12 chữ này thì bạn cầu phú quý được phú quý, cầu con cái thì được con cái, cầu trường thọ thì được trường thọ. Nhờ Phật có câu: trong cửa Phật có cầu tất có ứng. Vì sao vậy? Vì tùy thuận tánh đức. Trái ngược với tánh đức bạn cầu không được. Nếu trái ngược với tánh đức mà cầu được là do trong mạng vốn có. Hiện nay có nhiều người già rất khổ sở. Họ làm gì? Cầm cái ghế đến sàn chứng khoán, mang số tiền tích góp cả đời rồi chơi cổ phiếu. Xin Ngài khai thị cho những người chơi chứng khoán này à. Đây là đánh bạc. Đánh bạc có thắng thua. Thắng thua là mạng. Trong mạng không có tiền sẽ không thắng được, còn phải lỗ vốn. Cho nên bạn có số tiền kia thì không cần phải chơi cổ phiếu. Bạn hãy tiết kiệm, bố thí, phóng sanh. Bạn xem vui sướng biết bao. Cuộc sống càng đơn giản càng khỏe mạnh. Tôi theo học với thầy Lý Bỉnh Nam 10 năm. Đây là khoảng thời gian dài nhất nên tôi rất hiểu thầy. Một ngày thầy ăn một bữa. Thầy là người Sơn Đông, ăn bánh bao thì một cái nhỏ, chỉ ăn một cái là đủ rồi. Một ngày ăn một bữa là đủ rồi. Tôi cũng học theo thầy nhưng không làm được. Thầy ăn một cái, còn tôi thì phải ăn hai cái. Một ngày ăn một cái màn thầu thôi sao? Đúng vậy. Tôi thì không được, tôi phải ăn hai cái. Vì vậy phí sinh hoạt của thầy khi đó ở Đài Loan là 60 đồng, quy đổi ra đô la Mỹ là 1 đồng rưỡi. Khi đó tỷ giá là 1 đổi 40. Phí sinh hoạt mỗi tháng của tôi ít nhất là 90 đồng. Tôi không giảm xuống bằng 60 đồng như thầy được. Khi biết tôi làm được 5 năm rồi, thầy nói rất tốt. Cuộc sống như vậy, cả đời không cầu người. Có cầu nhân đáo vô cầu phẩm tự cao. Có người nói ngài ăn thức ăn không ngon, là ăn ít như vậy có khổ, có khó chịu không? Tinh thần tôi đầy đủ, năng lượng làm việc không thua người khác, không bị ảnh hưởng. Sau này tôi có một kết luận là ăn uống là sự bổ sung năng lượng. Cơ thể giống một bộ máy, phải có năng lượng để kích hoạt nó hoạt động. Bộ máy này có tiêu tốn và tiết kiệm năng lượng giống như ô tô. Có loại tiết kiệm xăng, có loại tốn xăng. Vậy rốt cuộc nó tiêu hao đi đâu? Tôi đều ra với thầy về thể hội của tôi là khoảng 95% sự tiêu hao năng lượng là tiêu hao trên vọng tưởng. Thầy nói đúng vậy. So với lao tâm lao lực thì năng lực tiêu hao còn ít hơn, còn tiêu hao năng lượng do vọng tưởng thì rất lớn. Khởi vọng tưởng tiêu hao năng lượng rất lớn. Cho nên khi Phật còn tại thế, một ngày ngày ăn một bữa. Vì sao vậy? Không có vọng tưởng. Các ngài giữ vững chánh niệm, không có vọng tưởng, nên sự tiêu hao năng lượng không nhiều. Mỗi ngày bổ sung một lần là đủ rồi. A-la-hán đắc cửu thứ đệ định thì vọng niệm không còn nữa. Một tuần ăn một bữa. Công phu của Bích Chi Phật còn cao hơn A-la-hán. Nửa tháng ăn một bữa. Đạo lý là như vậy. Người bình thường sau khi chứng A-la-hán rồi có thể như vậy à? Đúng vậy. Đúng vậy, không sai. Chứng đắc A-la-hán rồi sẽ không còn chấp trước. Hết thảy các pháp, thế xuất thế gian,
nhất định không còn chấp trước nữa, thì người này chính là A-la-hán. Chúng ta có chấp trước, phàm phu có chấp trước, người không còn phân biệt là Bồ-Tát, người không khởi tâm động niệm là Phật. Cho nên Phật, Bồ-Tát, A-la-hán đều là người. Còn phàm phu đều có tất cả khởi tâm động niệm phân biệt chấp trước. Vì cờ bạc người xưa dạy là đánh bạc không có kết cục tốt à? Đúng vậy, không sai. Tôi thường nói người mở sòng bạc là mưu tài hại mạng. Tuy ngày này họ kiếm được một chút lợi nhuận, nhưng quả báo rất là khủng khiếp, là quả báo địa ngục. Như các nước đều có thị trường chứng khoán. Đúng vậy, đó là mở sòng bạc. Nên thế giới biến thành như vậy mới có nhiều tai họa. Nhiều người tin tưởng cảnh báo của các nhà khoa học gần đây. Cảnh báo của các nhà khoa học đó là cứu vãn nguy cơ của trái đất. Nguy cơ của loài người chỉ còn thời gian là 7 năm. Trong 7 năm này, nếu loài người không biết phản tỉnh, không biết hồi đầu, thì không cứu nổi rồi. Thế nhưng mọi người nói 7 năm vẫn còn dài, chỉ e rằng 2 hoặc 3 năm nữa sẽ cuốn cuồng lên, nhưng sợ là không kịp nữa rồi. Ngài có thể phân tích vì sao thị trường chứng khoán giống như sòng bạc vậy? Việc giống như sòng bạc mọi người đều biết mà. Có nhà kinh tế học cũng nói như vậy. Đặc biệt ở Hồng Kông, hiện nay có bao nhiêu người Hồng Kông mua cổ phiếu cá độ đua ngựa? Vì sao vậy? Vì dùng tâm lý kiếm tiền, là nhờ vào vận may. Khi người thắng thì nhất định sẽ có kẻ thua. Đúng vậy, không sai. Điều đó không đúng đắn, đó là sai lầm. Nếu mọi người dùng tâm lý này để sinh sống kiếm tiền thì là xã hội xảo trá. Đúng vậy. Nên Mạnh Tử nói, trên dưới đều tranh lợi, quốc gia ắt gặp nguy. Câu nói này nói rất thấu triệt. Ngày nay không phải người trong một quốc gia tranh lợi, mà toàn thế giới. Nên thế giới động loạn, nguy khốn. Nhìn vào nhân và quả thì thấy người xưa đã hiểu rất rõ. Xã hội đi theo xu hướng này có đáng sợ không? Nên cổ thánh tiên hiền dùng phương pháp giáo học, dùng giáo dục luân lý đạo đức nhân quả để làm gì? Để phòng ngừa sự lớn lên của dục vọng con người. Con người có dục vọng thì cần hạn chế nó trong một quy tắc nhất định. Nên chúng ta có lễ, có lễ sẽ có tiết. Bạn không thể vượt qua, không được thiếu kém, cũng không được thái quá, hưởng thụ hợp lý. Đúng vậy. Cho nên trước đây trong giao tiếp, như ngày lễ Tết, hiếu hỷ thường biếu lễ vật. Trong nhà thường có cuốn sổ ghi lại mọi người tặng chúng ta bao nhiêu, tương lai họ có việc thì chúng ta biếu lại bấy nhiêu. Không thể biếu quá nhiều, mà nên bằng họ hoặc là nhiều hơn một chút, nhưng không thể ít hơn. Đó chính là lễ tiết. Lễ tiết nên mới có tiết độ. Tình người nhân hậu, đúng vậy. Giàu nghèo sang hèn trong thế gian vốn có sai khác, hơn nữa là tồn tại khách quan. Quốc gia nào cũng vậy. Chúng ta gọi là phước báo, phước khí không giống nhau. Con xin hỏi một vấn đề mà nhà kinh tế học không trả lời được, nhưng con tin họ rất muốn biết. Nếu một người có phước báo rất nhỏ, họ khuyến khích anh ấy vay tiền, cho vay nhiều tiền để tiêu dùng, kích thích anh ấy tiêu dùng, anh ấy sẽ có quả báo gì? Hiện tượng này ở phương Tây rất thường thấy, nhưng trong quá khứ của chúng ta tuyệt đối không có cái hiện tượng này. Bản thân nghèo khốn không có phước báo thì có thể đi ăn xin, làm ăn mại, xin cơm. Họ không có trách nhiệm
nhân quả. Vì sao? Vì mọi người bố thí, chứ họ không ăn cướp, không ăn trộm. Nên khi họ có được thì thọ dụng rất là an nhiên. Nếu chịu nợ sống qua ngày, vậy thì quả báo so với người ăn xin còn đáng thương hơn. Điều này chúng ta tuyệt đối không thể làm. Khoảng cách giữa giàu nghèo về mặt sự thì có, nhưng về mặt lý lại không. Lý rất sâu, không phải người thông thường có thể hiểu được. Về mặt lý, bạn giác ngộ rồi. Giác ngộ đến tự tánh, tự tánh là viên mãn. Bạn xem trên Đại Kinh Phật nói, tự tánh là cứu cánh viên mãn, trí huệ viên mãn, đức hạnh viên mãn, tài nghệ viên mãn, phước báo viên mãn, hơn nữa là bình đẳng, ai ai cũng vậy. Bạn bình đẳng giống như Phật, nhưng vì sao hiện nay không bình đẳng? Do bạn mê mất tự tánh nên có chướng ngại. Khi có chướng ngại thì phước báo của bạn không thể hiện tiền. Thí dụ bạn là đại phú trưởng giả, tiền của bạn đều ở trong ngân hàng, trên người không có đồng nào. Bạn ăn cơm vẫn phải ăn xin. Vì sao vậy? Bạn không có tiền trên người. Bạn thực sự có tiền nhưng không lấy ra được. Là đạo lý này. Nên sau khi mê rồi, chúng sanh trong lục đạo đều mê. Vậy thì làm sao? Họ làm kinh doanh buôn bán nhỏ, họ làm như vậy chính là nói tánh đức của bạn không khởi tác dụng. Vậy thì làm thế nào? Dựa vào tu đức. Nhưng mỗi người tu đức lại không giống nhau. Ý ngài nói là trồng chút thiện nhân, kết chút thiện quả. Đúng vậy. Dựa vào đây mà sống qua ngày, giống như trồng lương thực vậy. Đúng vậy. Bạn trồng nhiều thu nhiều, trồng ít thu ít. Sau khi tự tánh hiển lộ thì không cần như vậy nữa. Đúng vậy. Phải sau khi kiến tánh thì mới được. Nếu chưa kiến tánh thì đều phải tu đức. Cho nên Phật Pháp rất xem trọng tu đức. Bạn chưa kiến tánh thì hoàn toàn dựa vào tu đức. Về tài phú, trong cuộc đời chúng ta, chúng ta làm những việc bố thí, tự hỏi chính mình sẽ biết mình đã làm nhiều hay không. Có vô cùng vui vẻ hoan hỷ mà bố thí hay không? Không có một chút miễn cưỡng nào hay không? Những vấn đề này đối với sự tăng hay là tổn của phước báo có khác biệt rất lớn. Nên bạn rất là hoan hỷ bố thí, ưa thích giúp đỡ người khác, thì tương lai bạn có được rất dễ dàng. Bất luận bạn buôn bán cái gì đều kiếm được tiền. Vì sao vậy? Trong mạng bạn có người kiếm tiền rất vất vả, là khi bố thí trong tâm không cam tâm tình nguyện. Thấy người khác bố thí mà mình không làm thì xấu hổ, nên bố thí nhưng mà tiếc của. Bạn vẫn có tiền nhưng không dễ, rất là vất vả. Xã hội hiện nay có một hiện tượng rất khá phổ biến, là kiếm được rất nhiều tiền, nhưng vừa có tiền thì tai nạn ập đến. Con người còn chết ngay. Căn hộ mới mua nhưng người đã chết rồi. Xuất hiện tai nạn liên tiếp ở trong gia đình họ. Đây chính là gì? Do họ không có phước báo lớn như vậy. Khi phước báo đến thì bị phước báo đè chết, gánh vác không nổi. Đúng vậy. Oan giận cũng thế. Khi tôi còn trẻ biết một người, nghe nói là địa vị cao, là thiếu tướng. Khi thăng cấp lên trung tướng, nghe nói cấp trên đã phê chuẩn, chưa công bố, nhưng thông tin bị rò rỉ. Ông rất vui nên mời bạn bè ăn cơm. Khi uống rượu thì chết ngay trên bàn tiệc. Nên người ta nói mạng ông chỉ làm thiếu tướng, không làm được trung tướng. Chức vị đó đã đè ông chết rồi. Điều này có đạo lý của nó. Xem ra phước báo, tài phú không thể tranh giành. Đúng vậy, không tranh được. Hơn nữa, có thời khắc nhân duyên nhất định. Khi nào có, khi nào suy. Vì vậy khi có, bạn không cần vui mừng. Khi mất cũng không cần buồn khổ. Nhưng khi có thì cần biết tiết phước, tạo phước. Phải biết bồi phước. Vậy thì phước của bạn sẽ hưởng không hết, mà từ từ hưởng thụ trong thời gian dài. Nếu bạn lãng phí không biết tiết phước,
bồi phước thì phước đó rất dễ mất đi. Không thể không biết điều này. Phước báo này bao gồm các loại hưởng thụ như tài phú, danh vọng, đúng vậy, đều có cả. Cho nên phải tiết kiệm mọi thứ. Đặc biệt hiện nay thế giới tai họa nhiều, năng lượng tài nguyên thiếu thốn, chúng ta càng phải trân quý vật tư, không được lãng phí một hạt gạo, một giọt nước. Nhưng phương pháp của các nước phương Tây đối với khủng hoảng tiền tệ, kinh tế là mở rộng, kích thích tiêu dùng, hoàn toàn sai lầm. Tương lai cũng sẽ có người nhìn ra, khi tai họa ập đến thì chúng ta sẽ bị nhẹ hơn nhiều so với phương Tây. Vì chúng ta biết tiết phước, cơ thể chịu khổ nhọc, người nước ngoài hưởng thụ quen rồi, bảo họ lập tức hạn chế lại, họ sẽ không chịu được. Chúng ta thì chịu khổ quen rồi, khổ thêm cũng không sao, không có cảm xúc gì. Nhưng cảm xúc của người nước ngoài sẽ lớn. Nếu phước báo của một người giống như ly nước này, nó có thể chứa đựng được. Nếu ra sức kiếm tiền, danh vọng, các loại hưởng thụ giống như ra sức đổ nước giọt ly, thì đến một mức độ nhất định nó sẽ chảy ra ngoài. Đó là tai nạn đối với con người, phải không? Đúng vậy, không sai. Có người nói tôi muốn phước báo như ly nước lớn, không muốn như ly nhỏ. Đó là lượng không giống nhau. Điều gì quyết định lượng ạ? Lượng do tâm phân biệt chấp trước của mỗi người quyết định. Tâm phân biệt, đúng vậy, không sai. Tâm lượng của mỗi một người vốn là lớn như nhau. Trên kinh Phật nói tâm bao thái hư, lượng châu xa giới, là nói mọi người đều bình đẳng. Vì sao hiện nay biến thành nhỏ bé? Thậm chí nhỏ đến mức chỉ có hai người cũng không thể chung sống. Vợ chồng cãi nhau, đúng vậy, vợ chồng ly hôn, hai người không thể bao dung vì tâm lượng quá nhỏ, phước báo quá nhỏ, đúng vậy. Nên ngạn ngữ nói lượng lớn phước lớn. Ồ, hóa ra là như vậy. Đúng vậy, lượng lớn phước lớn. Người phước lớn nhất định lượng lớn, nên nhất định phải học bao dung. Kinh Hoa Nghiêm nói tánh đức có bốn loại. Loại cuối cùng là hàm dung không hữu. Lượng này lớn. Loại cuối cùng là hàm dung không hữu. Lượng này lớn. Không là hư không, hữu là dạng hữu. Nên hàm dung không hữu là câu tâm bao thái hư, đó chính là hàm không. Lượng châu xa giới chính là bao hữu. Nên phải có tâm lượng như vậy. Tổ tiên dạy hậu thế phải có tâm nhân hậu, là ý này, để con cháu biết bồi phước. Đúng vậy, không sai. Hơn nữa giáo dục rất quan trọng. Ngạn ngữ xưa có câu: có văn hóa, có giáo dục. Ý nói là trẻ con trong gia đình có giáo dục, tuy nghèo sẽ không nghèo quá ba đời, nhất định phát đạt. Nếu không có giáo dục, tuy gia đình giàu có, nhưng giàu không quá ba đời sẽ bị suy vì tổn phước. Trường hợp trước là bồi phước à? Đúng vậy. Nên chúng ta hiểu được giáo dục, chỉ có giáo dục mới có thể làm giàu. Phú quý, phú quý có được từ trong giáo dục mà. Cha mẹ hiện nay đều học nước ngoài, họ yêu con trẻ như thế nào, đưa tiền cho chúng tiêu dùng. Điều này giống như đổ nước trong ly ra ngoài, đúng không ạ? Đúng vậy. Đang làm tổn phước chúng. Không sai. Do không biết cách giáo dục, nuôi dạy trẻ con như vậy, tương lai vấn đề sẽ rất nhiều, sẽ có tai họa. Đúng vậy. Không hiếu thảo cha mẹ, không hiểu được quan hệ giữa người với người, dưỡng thành cống cao ngã mạn, tự cao tự đại, phiền phức này rất lớn. Ngài nói hai người không thể chung sống do tâm lượng, phước báo quá nhỏ. Người có phước báo của người, gia đình có phước báo của gia đình, quốc gia dân tộc đều có quốc vận, không giống nhau. Không sai. Thế giới có thế vận. Giải thích như thế nào? Trong Phật Pháp gọi là quả báo cộng nghiệp. Mỗi người là biệt nghiệp, không giống nhau. Hai người trở lên như gia đình là cộng nghiệp rồi.
Gia đình trước đây là đại gia đình. Không hưng dượng cũng có đến 100-200 người. Nếu hưng dượng thì 300-400 người là bình thường. 500-600 người thì là vọng tộc, danh môn vọng tộc. Đúng vậy, đó là đại gia đình mà. Đại gia đình không có gia quy thì được sao? Đó là một xã hội thu nhỏ. Nên ngày xưa đệ tử quy là gia quy, nhất định phải tu học trong mỗi gia đình. Nhất định phải học 113 điều này. Ngoài ra họ còn thêm vài điều đặc biệt riêng của mỗi gia đình. Là gì? Nhất định có quan hệ đến gia nghiệp, gia đạo, gia học của họ. Họ thêm vào vài điều này. Đây là khoa mục chung. Cho nên chúng ta rất xem trọng. Vì sao? Gia hòa vạn sự hưng, tề gia trị quốc bình thiên hạ. Ngày nay chúng ta thật đáng thương, không còn gia đình nữa rồi. Gia đình hiện nay không phải như gia đình mà chúng ta nói. Một gia đình là một thôn xóm, vài trăm người đều cùng một họ, năm thế hệ cùng sống chung trong một nhà. Chúng ta chưa nói gia có gia vận, quốc có quốc vận, dân tộc có dân tộc vận, thế giới có thế giới vận. Ví dụ như Iceland thu nhập một năm hơn 10 tỷ đô la Mỹ, nhưng lý niệm trị quốc của họ là kinh tế học phương Tây. Họ nợ hơn 100 tỷ đô la Mỹ. Con cháu họ phải làm thế nào? Trẻ con vừa sanh ra thì đã gánh nợ rồi. Vấn đề này tuyệt đối sai lầm. Nếu chúng ta giống như Iceland, họ sống dựa vào đâu? Chúng ta có câu: ở núi ăn đồ núi, ở biển ăn đồ biển, đánh bắt thủy sản à? Đúng vậy. Họ sống dựa vào đánh bắt thủy sản thì đời đời có thể duy trì, không cần chịu nợ. Hơn nữa cuộc sống này thật ra rất thoải mái, tự tại, đâu cần những thứ khoa học phương Tây này chứ. Là cạnh tranh à? Cái khổ sau khi cạnh tranh thì quá lớn rồi, cái giá phải trả quá thê thảm, lợi bất cập hại. Tâm lý mọi người không muốn bị xem thường, gọi là dân tộc bị lạc hậu. Không đúng. Lạc hậu chưa chắc thật sự lạc hậu. Không nên giống nhận thức thông thường của họ. Tuy cuộc sống chúng ta nghèo một chút, dường như không bằng họ, vất vả hơn họ, nhưng trong khổ có vui. Tuy họ cảm thấy vui nhưng trong vui có khổ, không giống nhau. Bạn có thể nhìn thấy an vui trong khổ, khổ trong vui thì tâm bạn sẽ bình an. Là thật tướng, không sai, thế gian thật tướng. Còn tin lời những lý luận phương pháp liên quan đến kinh tế học từ mấy mươi năm nay của Ngài đều là như vậy. Con còn có thể hội, nếu 10 năm hoặc 5 năm trước con phỏng vấn Ngài, Ngài trả lời như vậy, sẽ có rất nhiều người lắc đầu, không thể tin tưởng. Nhưng hiện nay họ đã tin rồi. Con xin hỏi, con người có một đặc điểm là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Chúng ta làm sao khiến mọi người xem được cái chương trình này, để một số người chưa nhìn thấy quan tài họ có thể sớm hồi đầu mà được cứu? Không cần lo lắng. Vận mạng mỗi người không tương đồng, thời cơ của họ vẫn chưa đến. Khi thời cơ đến họ sẽ có tâm cảnh giác. Cho nên Phật độ chúng sanh thường nói độ người có duyên. Có duyên là gì? Duyên của họ chín mùi rồi, cơ duyên đến rồi, Phật độ người có duyên à? Đúng vậy. Cơ duyên chưa đến, Phật nói họ cũng không tin tưởng, đặt trước mắt cũng không nhìn à? Đúng vậy, họ không tin. Phải đến khi nếm được quả khổ rồi thì họ mới hiểu ra. Chúng ta vừa nói đến kinh tế, nó gắn bó chặt chẽ với chính trị. Giá trị quan của phương Tây là dân chủ. Nước Mỹ nhất định phải thực hiện dân chủ. Vì sao vậy? Họ không có gốc. Họ là di dân từ châu Âu đến mà, giống là di dân. Đúng vậy, họ không có truyền thống này. Không phải một gia đình, mọi người đều đến nơi đó để buôn bán, nên đối ngoại đương nhiên phải chọn một người đại diện. Chế độ nước ta không phù hợp với nước Mỹ.
chế độ nước Mỹ không phù hợp với nước ta. Bạn cần hiểu đạo lý này. Chúng ta là một gia đình, một gia tộc sống bằng nghề gia truyền, cho nên chúng ta không thể giống họ. 100 gia tộc nước họ hợp lại cũng không được sao? Không được. Nhưng bất luận là quân chủ hay là dân chủ, quan trọng nhất là đức hạnh. Đức hạnh à? Đúng, chỉ cần có đạo đức, có nhân nghĩa thì dân chủ tốt, quân chủ cũng tốt. Nếu không có đạo đức nhân nghĩa thì quân chủ không tốt, dân chủ cũng không tốt. Nghe nói nhà lãnh đạo à? Đúng vậy. Từ đây bạn mới hiểu là giáo dục nhân dân quan trọng đến thế nào. Nên sự hưng suy của quốc gia không quyết định ở thể chế chính trị, mà ở giáo dục luân lý đạo đức. Nhân tồn chính cử, đúng vậy, không sai. Nhân vong chính tức, bạn phải hiểu được đạo lý này. Cho nên tiên sinh Tôn Trung Sơn sau khi lật đổ chế độ chuyên chế, ngài lập ra một đảng, Nhất Đảng Chuyên Chính. Tôi tán thành. Vì sao vậy? Một đảng vẫn là một đại gia tộc, xưa kia là người một nhà, thống trị một đất nước. Hiện tại thì tập hợp tinh hoa trong cả nước lại để quản lý đất nước này. Lý tưởng này rất đúng. Tiếc là ngài 60 tuổi đã chết rồi, chưa thực hiện được lý tưởng của mình. Người kế thừa thì không thể tiếp tục chí hướng của ông. Ngài không tán thành có đảng đối lập. Đúng vậy. Có đảng đối lập chẳng phải là có đối địch hay sao? Nhân giả vô địch. Đúng vậy. Không thể có đảng đối lập. Phương Tây có đảng đối lập? Không nên có. Tôi nói với Thủ tướng John Howard nước Úc là không nên có đảng đối lập. Vì sao vậy? Khi ông tại vị, ông thuộc đảng đối lập. Nước họ có đảng tự do và công đảng, một đảng cầm quyền và một đảng đối lập. Tôi nói không thể được. Sau khi ông nắm quyền, nên thường xuyên mời các đảng đối lập ăn cơm, để biến họ thành những người bạn tốt nhất, thành anh em của chính mình, thì quốc gia này sẽ hưng vượng. Quốc gia này có rất nhiều chính đảng. Chính đảng là huynh đệ, là người thân, là người một nhà, không phải đối lập, thì bạn thành công rồi. Dân chủ phương Tây có quan điểm phải có người giám sát, tức là phải có người phản đối giám sát bạn, vậy là tạo ra đối lập, tạo ra tranh chấp, tạo ra động loạn. Đây là nguồn gốc không an định của xã hội. Bạn dùng tâm chân thành đối đãi. Nếu đảng đối lập đưa ra ý kiến tốt, bạn tiếp thu và thực hiện. Bạn chỉ ra lỗi lầm của tôi, tôi phản tỉnh, có thì sửa, không có thì càng nỗ lực. Làm sao có đối lập chứ? Làm thủ tướng như vậy sẽ làm cả đời rồi. Vì sao vậy? Vì ai cũng phục bạn, cũng tán thán bạn. Không có kẻ thù, không có phản đối. Bạn phải thật sự làm được điều này. Tiền đề là người lãnh đạo phải làm được. Đúng vậy, người lãnh đạo nhất định phải tiếp thu ý kiến của mọi người, ý kiến của đảng khác. Nếu tốt thì làm theo. Tâm bao thái hư. Đúng vậy. Vì lợi ích toàn dân, không vì lợi ích đảng mình, cá nhân của mình, mà đại công vô tư. Đảng đối lập biến thành không đối lập rồi. Đúng vậy, trở thành bạn bè. Người thật sự là giúp đỡ bạn. Hơn nữa cũng phải sử dụng nhân tài của đảng đối lập. Tôi mời bạn vào nội các, không phải bạn thuộc đảng đối lập nên không mời. Không thể làm như vậy. Nên chúng ta có câu nhân giả vô địch, người nhân từ không có đối địch. Nếu đảng đối lập tin tưởng đảng cầm quyền thì không là đảng đối lập nữa rồi. Đúng vậy. Cùng chung một lòng, một mục đích, một phương hướng thì đâu có phản đối chứ. Nhiều quốc gia phương Tây có tư duy một quốc gia nếu không phù hợp với giá trị quan dân chủ của phương Tây là lạc hậu, sẽ bị lịch sử đào thải. Có khi họ dùng vũ lực can thiệp vào nước đó. Nhiều nước nói các ông đề xướng dân chủ, công bằng, tự do, nhưng người đi phá hoại trước tiên chính là các ông. Nên nhiều quốc gia, nhất là những quốc gia dân chủ, đều muốn thỉnh giáo với ngài, muốn học theo dân chủ. Nhưng hình mẫu ở đâu ạ? Đúng vậy.
không tìm ra hình mẫu. Trên thế giới hiện nay không có hình mẫu. Vì sao vậy? Do mất đi văn hóa truyền thống của tổ tiên rồi, nên không còn hình mẫu. Cho nên Trung Quốc thời xưa lấy vua Nghiêu Tuấn làm tấm gương. Nước Mỹ có mấy vị tổng thống thời kỳ đầu là tấm gương tốt. Quả thật họ còn nói nghĩa khí. Các quốc gia đều quên mất đi tổ tiên. Đúng vậy. Đặc biệt sau khi khoa học kỹ thuật phát triển thì cho rằng mình tài giỏi hơn tổ tiên. Tổ tiên không được, mình tài giỏi hơn nhiều, nên lỗi lầm xuất hiện rồi. Xem thường tổ tiên thì gọi là đại bất hiếu. Bất luận là văn hóa truyền thống của phương Đông hay là phương Tây, bao gồm cả tôn giáo, thì điều đầu tiên là hiếu thuận cha mẹ, là điểm chung của nhân loại. Đúng vậy. Ngay đến tổ tiên, cha mẹ đều không cần, thì bạn còn yêu thương được ai chứ? Bất luận quốc gia chủng tộc nào, nếu trái ngược quy luật chung này thì sẽ có tai họa. Hơn 2000 năm trước, Mạnh Tử từng có chủ trương nhân vi quý, quân vi khinh. Hơn nữa ông còn có câu: quân nhân mạc bất nhân, quân nghĩa mạc bất nghĩa, quân chánh mạc bất chánh. Có nghĩa người lãnh đạo có nhân nghĩa thì thiên hạ đều nhân nghĩa, bạn chánh thì thiên hạ đều chánh. Đúng vậy, không sai. Trên làm dưới noi theo. Ngược lại bên dưới bất nhân, bất nghĩa, bất chánh thì đều là trách nhiệm của người lãnh đạo. Đúng vậy, không sai. Chúng con đọc xong rất cảm thán. Đây mới là dân chủ, chính là đặt nhân dân lên hàng đầu. Cổ thánh tiên hiền chúng ta từ trước đến nay không ai không yêu dân. Mấy ngàn năm nay chúng ta nhận sự giáo dục của Nho gia là giáo dục dân chủ, đúng không ạ? Đúng vậy. Vua nhất định là yêu dân, nếu không chính quyền của họ sẽ bị người khác lật đổ, là cái đạo lý này. Vì sao có thay đổi triều đại? Do vị vua cuối cùng không yêu nhân dân, do không tuân thủ giáo dục dân chủ. Đúng vậy, không tuân thủ pháp tắc xưa của tổ tiên, không tuân thủ quy tắc của tổ tiên nên họ mất nước. Cho nên vì sao tôi tán thành chế độ quân chủ? Vì đế vương chọn người kế vị có một ưu điểm lớn nhất là chọn thầy giáo có đức hạnh, có học vấn nhất nước để dạy cho con họ. Dân chủ hiện nay chọn người thì không nhận được sự giáo dục tốt như vậy. Sự giáo dục này rất hiếm có. Bạn xem khi thầy giáo dạy cho thái tử, còn có một số con cháu của các quan trong triều đình đến học cùng. Đó là đào tạo thế hệ kế tiếp. Vì thái tử này là hoàng đế, phía dưới là văn võ đại thần, đều là bạn học, đều do vị thầy tốt này đào tạo ra. Cho nên kiến giải của họ là tương đồng. Nhà Phật nói là kiến hòa đồng giải. Họ được thầy giáo xây dựng nhận thức chung. Hoàng đế tận mắt chứng kiến thế hệ kế tiếp được xây dựng nên. Điều này trong dân chủ không làm được rồi. Phương Tây không có như vậy. Đúng vậy. Cho nên khi bạn thấy văn hóa truyền thống thì không thể không tán thán. Thật sự quá tốt. Sáu chữ của Mạnh Tử: nhân vi quý, quân vi khinh. Ngài tham gia hội nghị Liên Hiệp Quốc nhiều lần. Có phải nhân dân thế giới đều hoan nghênh sáu chữ này không mà? Đúng, ai cũng hoan nghênh. Nên khi tôi cùng người nước ngoài nói về văn hóa truyền thống của chúng ta, đều không thấy ai phản đối. Quan điểm của nhà Phật, nhà Nho, khi tôi trao đổi với các tôn giáo khác như Hồi giáo, Ấn Độ giáo, các tôn giáo khác, họ đều chấp nhận mà hoan nghênh. Tôi còn cho rằng phải biện luận cùng họ, kết quả là một lần biện luận cũng không có. Liệu có thể nói giáo dục truyền thống xưa nay về mặt chính trị đối với lãnh đạo là giáo dục phù hợp nhân tánh nhất không mà? Đúng, phù hợp với bổn tánh. Nên sau này chúng tôi mới hiểu ra trí huệ của ba nhà Nho Thích Đạo là lưu lộ từ trong tự tánh mà ra. Tự tánh giống nhau mà, nên có thể tiếp nhận,
không phải do chính mình sáng tạo phát minh ra, không phải ý của tôi, mà lưu lộ từ trong tâm giống như của mọi người à? Đúng vậy, không sai. Nên phu tử nói thuật nhi bất tác, tính nhi hiếu cổ, vô cùng có đạo lý. Cổ thánh tiên hiền không có chính mình, không có tâm tư lợi, mà từ chân tâm lưu lộ, chân tâm đều giống nhau. Cho nên người cùng tâm ấy, tâm cùng lý ấy là như nhau, là chân lý phổ biến chuẩn xác. Đúng vậy. Sau này nhiều đế vương bị thế hệ sau ghi lại tiếng xấu vào sử sách, là do họ làm trái ngược sự giáo dục này. Không phải là bản thân sự giáo dục có vấn đề, truyền thống thánh hiền không có vấn đề. Sự hiểu lầm này quá lớn. Phong trào ngũ tứ đến nay vẫn là đã đảo phong kiến, nói rằng không dân chủ, nên bây giờ chịu thiệt thòi lớn, chịu tai họa lớn rồi. Những người này đều phải chịu trách nhiệm nhân quả thôi. Khiến chúng ta mê tín phương Tây nhiều năm. Đúng vậy, không sai. Còn xin nêu thí dụ, cách đây không lâu khi Ngài giảng kinh từng nói, trong tương lai quốc gia phương Tây chịu tai họa và khó khăn sẽ gấp nhiều lần so với chúng ta trước đây. Mọi người có thể từ từ mà nhìn thấy. Có người sẽ hỏi vì sao? Hiện nay họ rất là hùng mạnh phồn thịnh mà. Nhân họ đã tạo quá nặng. Những việc làm của họ đã dẫn dắt toàn thế giới đi sai đường, thì họ có chịu trách nhiệm hay không? Nên chúng ta nói nhân quả, Liễu Phàm Tứ Huấn nói rõ rồi, không phải xem nhân quả của hiện tại, mà xem sự ảnh hưởng của nhân quả, phạm vi ảnh hưởng lớn bao nhiêu, thời gian ảnh hưởng bao lâu, thì biết được tội nặng cỡ nào. Nếu có người viết một quyển sách dạy người làm việc xấu, làm việc trái ngược nhân tánh, tuy bề ngoài có thể khiến cho nhiều người phát tài, quyển sách này truyền bá khắp thế giới, vậy thì rất là khủng khiếp. Phật Pháp đó là tội đọa địa ngục A Tỳ, bị đọa địa ngục à? Đúng vậy, không sai. Họ đọa địa ngục, thời gian và mức độ chịu tội tương đương với thời gian và sức ảnh hưởng của quyển sách đó. Mức độ càng rộng thì tội càng lớn, thời gian lưu truyền ảnh hưởng càng lâu thì họ chịu tội cũng lâu như vậy. Đáng sợ, rất là đáng sợ. Hiện nay một số nhà vật lý hiện đại đang chứng minh tính khoa học của định luật nhân quả. Nói là người làm việc này trên thực tế đang phát ra một dạng năng lượng. Năng lượng này sẽ có lực phản tác dụng. Đúng vậy, không sai. Nó tuyệt đối không sanh không diệt, mà nhất định tác động lên chính mình. Bạn phát ra là ác, vậy nhất định nhận được quả báo ác. Quả báo ác thì ở địa ngục. Có người nói nhân gian cũng có địa ngục. Vậy địa ngục ở đâu? Ở trong bệnh viện, những người bệnh tật nghèo khổ, chịu tận nỗi khổ sở khi bị phẫu thuật, giống như là sống ở trong địa ngục. Nói như vậy có được không ạ? Không sai. Được. Trong Phật Pháp có giải thích này. Cho nên Phật nói thập pháp giới, trong nhân gian có thập pháp giới, có nhân trung chi Phật. Phật trong cõi người, có Bồ Tát trong nhân gian, có thiên nhân trong cõi người, có súc sanh trong cõi người, có ngạ quỷ trong cõi người, có địa ngục trong cõi người. Đặc điểm của ngạ quỷ là tâm tham. Ngạ quỷ trong nhân gian là người tâm tham rất nặng. Đúng vậy. Thấy lợi quên nghĩa thì đều là ngạ quỷ rồi, là quỷ trong cõi người. Đúng vậy. Tôi hiện nay chưa đọa vào đường quỷ, nhưng đã ghi danh ở cõi đó rồi, nhất định đến đó. Hình dạng của quỷ đã hiện rồi. Quỷ là tham lam không biết chán. Người thông thường cũng cảm nhận được. Đây cũng là quy luật. Đúng vậy. Dưới chế độ dân chủ không có nhân tài, có người có học vấn nào lại chạy ra ngoài đường hét lên là tôi tài giỏi như thế nào đó, các bạn hãy bầu cho tôi một phiếu, người này không bằng tôi, người kia không bằng tôi.
lời đó có thể nói ra miệng được sao? Đó là chuyện thường tình, nó không ra được. Nên nếu tranh cử nhân tài thật sự và người biết xấu hổ sẽ không xuất hiện. Vậy bạn hiểu người xuất hiện là người thế nào rồi? Không có tâm xấu hổ, đi tranh với người khác. Việc này có tốt không? Không tốt. Khi bạn đảm nhận chức vị này, bạn phải chịu trách nhiệm rất lớn. Trách nhiệm này bạn làm không nổi thì bạn đọa địa ngục thôi. Việc tranh cử này bầu bạn đi đến đâu? Bầu bạn đến địa ngục. Chịu trách nhiệm nhân quả. Ai không sợ chứ? Thời xưa trách nhiệm này được nói rõ là quân thân sư, là lãnh đạo quốc gia, thì đó là thiên chức của bạn rồi. Quân là lãnh đạo, bạn lãnh đạo đất nước này đi đâu? Thân là cha mẹ của nhân dân, bạn phải dưỡng dục họ. Sư, bạn là thầy giáo của họ, phải dạy bảo họ. Nói cách khác, làm lãnh đạo một quốc gia thì phải dạy bảo nhân dân quốc gia này, lãnh đạo họ đi theo phương hướng tốt thì hạnh phúc mỹ mãn. Bạn phải chăm sóc họ chu đáo về mọi mặt như người thân vậy. Làm được ba chữ này là bổn phận của bạn, là điều bạn phải nên làm được. Không có công lao gì đáng nói, làm không được thì có tội. Cho nên ba chữ quân thân sư này rất là nghiêm khắc. Giống như ly nước này, bạn có thể gánh vác trách nhiệm lớn, có thể chứa nhiều nước thì có thể làm lãnh đạo. Nếu gánh không được mà cố tình tranh cử thì bạn có tai nạn rồi. Đúng vậy, không sai. Bạn xem những phụ tá của người trúng cử có nhân tài không? Không có. Nhân tài thật sự thấy nhục nhã khi làm việc cho họ, dốc sức cho họ sẽ rất mất mặt. Nếu đối với người có đức hạnh dùng phương thức cạnh tranh tuyển cử này thì quốc gia cũng trở thành không có nhân tài. Nên nhân tài thật sự ở đâu? Không thấy nữa, ẩn cư rồi. Không hẳn ẩn cư, có người làm kinh doanh, ẩn mình ở trong đó. Thế nhưng họ kinh doanh có đạo đức của kinh doanh, họ có đạo đức không hại người. Trong giới tu hành, việc ẩn cư cũng không ít. Vậy thì người dân khổ rồi. Người tài có thể phục vụ nhân dân không xuất hiện rồi. Nhưng họ cũng rất từ bi, sẽ dạy mọi người. Nên cũng có không ít người trong ngành giáo dục. Con xin thỉnh giáo tiếp với ngài về vấn đề lúc nãy. Có người phản tỉnh điều này. Thứ nhất, vấn đề cho thấy đây là thất bại của giáo dục phương Tây. Thứ hai, tranh cử là sự thất bại của chế độ dân chủ. Họ tổng kết như vậy có đạo lý hay không? Không thể nói không có đạo lý. Nói tổng thể, thế hệ này của chúng ta, không chỉ thế hệ này mà lùi lại ít nhất 3 đến 4 thế hệ rồi, chúng ta đã dứt bỏ nền giáo dục luân lý, đạo đức, nhân quả. Luân lý chủ yếu dạy quan hệ giữa người với người. Đạo đức là quy phạm khi mọi người chung sống với nhau. Sự phát sinh của nhân quả có thể nói là đồng thời với khởi nguồn của vũ trụ. Nhân thiện nhất định có quả thiện, nhân ác nhất định có ác báo. Trong nhiều thời đại lịch sử trước đây của chúng ta rất xem trọng giáo dục, nên con người còn có chút lương tâm. Tuy là làm ác nhưng cũng có mức độ, cũng có sợ hãi. Nếu ba điều này không còn nữa thì thật sự là không có phép tắc thiên lý rồi, không có luân lý đạo đức nhân quả rồi. Chúng còn phát hiện trong mấy ngàn năm lịch sử loài người, các chính trị gia thật sự kiệt xuất hầu như không do tranh cử mà có. Thí dụ như Gia Cát Lượng, Phạm Trọng Im đều là danh thần thiên cổ khiến thế dân kính ngưỡng, rất hiếm có. Lưu Danh muôn thuở
họ đều không có tranh cử. Gia Cát Lượng là 3 lần được thỉnh mời ở Liều Tranh. Nếu là chế độ tranh cử như hiện nay thì Gia Cát Lượng không thể nào xuất hiện rồi. Đúng vậy, lịch sử sẽ bị viết lại. Đúng vậy, chế độ tranh cử này không thể xuất hiện nhân tài. Không dễ gì, vì nhân tài thật sự không muốn tham gia. Đạo lý là ở chỗ này. Có ai muốn đứng trên phố mà tự mình ca ngợi chính mình chứ? Điều này trong Phật Pháp là phạm giới, là tự tán hủy tha. Đây là trọng giới. Khen mình mà chê người, hủy báng người khác, thì còn ra thể thống gì nữa chứ? Trước tiên đức hạnh của bạn không còn nữa. Mỹ đức của loài người là khiêm tốn. Đúng, khiêm tốn, lễ nhường. Phá hoại mỹ đức của loài người đầu tiên là ra tranh cử, nói tôi tốt anh xấu, công kích đối phương. Đúng vậy. Cho nên chính trị hiện nay không quan trọng dân chủ hay quân chủ, mà quan trọng nhất là giáo dục. Nếu con người thật sự có thể học được nhân nghĩa, nhân là yêu thương người, nghĩa là hợp tình, hợp lý, hợp pháp. Người xưa giải thích là nghĩa chả tuân lý, tuân theo đạo lý, không thể trái ngược đạo lý. Chúng ta nói nhân tình, quốc pháp, sự lý, không trái ngược với tình, với lý, với pháp thì gọi là nghĩa. Cho nên con người cần phải có lòng nhân, yêu thương nhân, đều tuân thủ 3 nguyên tắc lớn này thì sẽ không làm việc xấu. Thiên lý, nhân tình, quốc pháp. Đúng vậy. Hiện nay có dư luận phổ biến thế này. Một là phải có lực lượng giám sát đối với đảng cầm quyền thì mới có công bằng. Thứ hai, phải có dân chủ, phải ra tranh cử mới tốt. Quan điểm như vậy đều có vấn đề. Đúng, vấn đề không chỉ ở đó. Chúng ta quan sát tỉ mỉ thì chế độ là thứ yếu, không phải quan trọng nhất. Quan trọng nhất là bản thân con người, hay gọi là tố chất của con người. Ngày nay nói giáo dục tố chất, nếu là người tốt thì chế độ nào cũng tốt. Nếu là người không tốt thì chế độ nào cũng xuất hiện lỗi lầm. Tổ tiên chúng ta dạy cho thế hệ sau một câu mà chúng con có ấn tượng rất sâu. Đối với người lãnh đạo, phàm những người tự khen mình, nói mình rất tốt thì không nên trọng dụng người đó. Vì sao? Là thói xấu, rất dễ tạo thành ảnh hưởng xấu đến người thế hệ sau, sau này ảnh hưởng đến bạn. Vì điều này sẽ khuyến khích mọi người tìm đủ mọi cách cạnh tranh, cuối cùng khiến người lãnh đạo không phân biệt được ai tốt ai xấu. Vì họ đều nói bản thân mình tốt, nên cảm xúc của con về tệ nạn này rất sâu. Nói chuyện với người ngày nay về tệ nạn này, họ không biết đó là gì, chỉ quan tâm lợi ích trước mắt. Đây đều là vấn đề giáo dục. Đúng vậy. Thói xấu này sau khi nhà Thanh mất nước, thói xấu này ngày càng nghiêm trọng cho đến bây giờ. Không thể không biết. Nên nếu quy về cội nguồn thì giáo dục tố chất quan trọng hơn tất cả. Nhất định phải nắm chắc việc này. Chỉ lo lợi ích trước mắt của chính mình thì không thể sản sanh ra chính trị gia vĩ đại rồi. Đúng vậy. Về pháp trị, hiện nay mộng tưởng của nhiều người là xây dựng một xã hội pháp trị. Nước ta cũng cố gắng nhiều năm, nhưng mọi người phát hiện một điều là người muốn tuân thủ pháp luật cần phải có tiền đề. Nếu họ có ý muốn tuân thủ pháp luật, họ có thể tuân thủ. Chúng ta phân tích thì đó là biểu hiện của đạo đức. Đúng vậy, không sai. Ngoài là vấn đề, nếu muốn mọi người tuân thủ pháp luật để trở thành xã hội pháp trị thì tiền đề là mọi người phải có đạo đức. Nên quay về tông chỉ của tổ tiên, dùng đức trị quốc, dùng đạo trị quốc, dùng đức mà cảm hóa người khác. Đó là phương pháp của chúng ta. Đúng vậy. Chúng ta nói đạo, đức, nhân, nghĩa, lễ. Cao nhất là đạo.
thấp nhất là lễ, pháp còn ở dưới lễ mà. Không còn lễ thì mới nói đến pháp. Pháp chưa chắc có thể duy trì được xã hội. Vì sao vậy? Người lợi dụng kẻ hở pháp luật quá nhiều. Nhiều người nghe xong khai thị của Ngài mới tỉnh ra, hoắc nhiên đại ngộ. Hóa ra tiền đề của xã hội pháp trị là giáo dục đạo đức. Đúng vậy, không sai. Không có nền tảng đạo đức nhân nghĩa thì tệ nạn của xã hội pháp trị sẽ rất nhiều. Pháp luật là gì? Nó thật ra là bị số ít người lợi dụng. Còn người dân thật sự thiện lương thì lại không biết. Chịu thiệt thòi là người dân. Rất tiếc chúng còn có nghe đến hai câu nói. Thứ nhất là Chủ tịch Hồ nói có một số quan chức đã đánh mất lương tâm. Thứ hai là Thủ tướng Ôn nói một số xí nghiệp không có đạo đức làm người đã đánh mất lương tâm. Vấn đề hiện nay không phải là đạo đức, mà là tư cách làm người cũng không còn. So với đạo đức còn kém hơn một bậc. Vậy thì làm thế nào đây? Ở Trấn Thang Trì, chúng tôi làm thực nghiệm này để xem nền tảng cơ bản nhất, giới hạn thấp nhất của chúng ta. Dưới mức giới hạn này thì không phải là con người nữa, không khác gì so với súc sanh. Giới hạn này chính là đệ tử quy. Chúng tôi đã làm thực nghiệm thành công, chứng minh lời nói của tổ tiên nhân chi sơ tánh bổn thiện là thật. Có câu cẩu bất giáo, tánh nải thiên. Chỉ cần bạn dạy, có người dạy tốt, đề xướng, thì người quay đầu sẽ rất nhiều. Chưa đến nửa năm thì 48.000 cư dân của thị trấn nhỏ này đều quay đầu rồi, tỉnh ngộ ra rồi. Điều này khiến chúng tôi không tưởng tượng nổi. Nhiều người cho rằng tôi có oai lực rất lớn. Sai rồi, tôi đâu có, là oai lực của tổ tiên, oai lực của đệ tử quy, của cảm ứng thiên, của thập thiên nghiệp đạo. Không phải là tôi, không liên quan gì đến tôi. Ai đi làm thì người đó cảm nhận được sự vĩ đại của sức mạnh đó. Chúng còn biết nguyên phó bộ trưởng của chúng ta thăm Thang Trì, mới đầu ông rất cẩn thận, không nói gì, sau cùng nói ra một câu kinh nghiệm ngày nay của Thang Trì thì có thể cứu được nước ta. Đúng vậy, ông Cao Xương Lễ đã nói như vậy. Đó là lời nói trong tâm. Cho nên giai đoạn này có thể cứu thế giới được không? Đáp án chắc chắn được. Chỉ cần có thể thúc đẩy giáo dục truyền thống thì nước ta sẽ được cứu, thế giới sẽ được cứu. Xã hội hài hòa có thể thực hiện rồi, thế giới hài hòa có thể thành công. Thế nhưng điều này cần có lãnh đạo quốc gia và truyền thông. Ngài nhiều lần nhấn mạnh hai điểm này vì có sức ảnh hưởng quá lớn. Một là nhà lãnh đạo đất nước, hai là truyền thông. Đúng vậy, kết hợp hai điểm này thì cục diện hỗn loạn hiện nay, tôi tin chỉ một năm thì xã hội nước ta sẽ hồi phục thực sự đến thái bình, thịnh thế, xã hội hài hòa. Thật sự có thể làm được câu đêm ngủ không cần phải đóng cửa, ngoài đường không nhặt của rơi. Thật ra chỉ cần mở rộng mô hình Trấn Thang Trì. Đúng vậy, không sai. Nguyên lý phương pháp giống nhau rồi, thêm vào hai nhân tố trên để mà thúc đẩy. Đúng vậy, không sai. Trị loạn lập lại trật tự sẽ có hiệu quả. Chúng ta có phương pháp, trí huệ, có kinh nghiệm, có bài học lịch sử. Chỉ cần chúng ta khẳng định,
chúng ta chỉ cần tiếp nhận y giáo phụng hành thì có thể làm được. Có người hỏi, tôi biết có lương tâm là tốt, tôi cũng không muốn làm trái lương tâm, nhưng người xung quanh không như vậy. Không sao, chúng ta có thể ảnh hưởng người xung quanh, nên chúng tôi đề xướng việc này phải làm từ tâm của mình, làm từ gia đình mình, sau đó làm từ thôn xóm của mình, làm từ thị trấn của mình, làm từ quyển của mình, mở rộng từng lớp một, từ địa phương lan ra thành phố. Đúng vậy, nhất định phải làm từ chính mình trước, không được yêu cầu người khác. Mình làm rồi sẽ ảnh hưởng đến người khác thôi. Có người còn hỏi, nếu làm như vậy thì sợ người khác ức hiếp chính mình. Không sao, không nên sợ bị ức hiếp, không nên sợ chịu thiệt thòi. Tổ tiên nói thiệt thòi là phước. Phật nói người thế gian không có ai bị lừa, không có ai chiếm được lợi ích cả. Vì sao vậy? Nhân quả thông ba đời mà, không ai chiếm được lợi ích của ai. Đúng vậy, phải tin lời tổ tiên. Đúng rồi, tổ tiên sẽ không để con cháu của mình chịu thiệt thòi. Đúng vậy, không sai. Các ngài yêu thương che chở vạn phần đối với con cháu. Bạn thực sự thể hội thì bạn mới cảm ơn. Ngày nay những nhà khoa học, chuyên gia, học giả, nguyên thủ nước ngoài đều tán thán trí huệ của tổ tiên, của cổ thánh tiên hiền. Đúng vậy, khi trao đổi với họ về vấn đề này, chưa ai có ý kiến phản đối. Ngài từng nói qua về giá trị quan phương Tây, nhìn như bình đẳng nhưng thực tế không bình đẳng. Thí dụ hiện nay mọi người là tình trạng gì? Đều là bạn bè. Vì sao? Thầy giáo và học sinh là bạn bè, cha mẹ và con cái là bạn bè, mọi người đều là quan hệ bạn bè, giống như là một trào lưu vậy. Nhưng Ngài đã nói nhìn như bình đẳng mà thực tế lại không bình đẳng nhất. Ngài có thể khai thị cho mọi người phá mê khai ngộ được không ạ? Quan hệ bạn bè và quan hệ cha con không giống nhau. Quan hệ cha con có tình thân, có yêu thương. Quan hệ bạn bè trước đây có đạo nghĩa, hiện nay đạo nghĩa không còn, chỉ còn lợi hại, rất đáng sợ. Trong tình thân chỉ có cho đi mà không cầu báo đáp. Cha mẹ đối với con cái chỉ là cho đi, con cái trưởng thành đối với cha mẹ cũng là cho đi, đều không cầu hồi báo. Đây là điều gì? Là thiên tánh của nhân luân. Ngày đến xuất sanh là quả cũng có tâm hiếu dưỡng cha mẹ của chúng. Con người đến thời kỳ này ngay cả xuất sanh cũng không bằng rồi. Xuất sanh còn có sự chăm sóc lẫn nhau. Tôi có lần ở Úc, vùng nông thôn, có một con chim nhỏ bị chết rơi trên mặt đất. Một con chim khác có thể là cặp đôi với nó. Chúng tôi đào một cái hố chôn nó xuống đất. Con chim nhỏ kia cứ ở đó nhiễu xung quanh thế này, 3 ngày không rời đi. Đôi chim này nhất định là vợ chồng. Bạn xem chúng có tình cảm sâu như vậy, súc sanh còn như vậy. Chúng ta nghĩ xem, con người ngày nay còn không thể bằng với súc sanh mà. Bây giờ tiền là đầu tiên. Đúng vậy, chúng tôi rất cảm động mà đem chôn con chim đó. Nghe Ngài kể như vậy chúng con rất cảm động. Nghe được câu chuyện của súc sanh khiến con người có thể cảm động là do tánh giống nhau. Đúng vậy, là như nhau mà. Quan hệ giữa cha mẹ và con cái, người thân là vô điều kiện, không có điều kiện. Cho nên giáo dục nước ta hưng khởi từ đây. Sự hưng khởi xa xưa nhất, mục đích của giáo dục đầu tiên làm sao để vĩnh viễn duy trì quan hệ tình thân không bị mất đi. Đây là mục đích đầu tiên của giáo dục nước ta. Thứ hai, làm thế nào mở rộng quan hệ tình thân thành yêu thương anh em, gia tộc, hàng xóm láng giềng, yêu khu vực bạn sống, yêu tổ quốc,
dân tộc, cuối cùng mở rộng thành phàm là người đều yêu thương. Cho nên giáo dục 5.000 năm của chúng ta là gì? Giáo dục yêu thương mà thôi. Mở rộng từ phụ tử hữu thân. Đúng vậy, đây là khởi điểm. Khởi điểm, đúng vậy. Cho nên khởi điểm là chữ hiếu. Hiếu là chữ hội ý. Phía trên là chữ lão, phía dưới là chữ tử. Nói rõ điều gì? Cha con là một thể. Hiện nay nói có khoảng cách thế hệ, nước ta không như vậy. Nói khoảng cách thế hệ là bất hiếu, là một thể. Đúng rồi, phía trên còn có cha của cha. Nên quá khứ vô thỉ, vị lai vô chung là một thể. Người nước ngoài không hiểu khi thấy chúng ta tế tổ, cho rằng tổ tông mấy ngàn năm chúng ta đều không biết họ, thì làm sao mà kỷ niệm họ? Họ ra sao chúng ta cũng không biết. Có câu là thần chung truy viễn, dân đức quy hậu. Nghe đến tổ tông mấy ngàn năm chúng ta vẫn kỷ niệm, thì đâu có đạo lý không hiếu thảo với cha mẹ hiện tại chứ. Là vô điều kiện. Đúng vậy, vô điều kiện. Cảm niệm ân đức đời đời kiếp kiếp của tổ tông, thì tình cảm này rất sâu dày. Nghe nói như vậy, nhiều người sẽ hiểu ra mâu thuẫn hiện nay. Trong gia đình đều là do đòi hỏi điều kiện. Quan hệ giữa cha mẹ, con cái đều có điều kiện. Vì sao vậy? Vì là bạn bè nên đòi hỏi điều kiện trước. Không có điều kiện mới là bình thường. Nghe nói chữ hiếu là giáo dục, chữ lợi cũng là giáo dục. Cho nên văn tự nước ta là ký hiệu của trí huệ. Bị giảng hóa rồi. Giảng hóa là sai lầm. Mọi người nhìn nhưng không thể giác ngộ, không thể tiếp nhận giáo dục. Đúng rồi, không sai. Trước đây khi nhìn chữ, tuy không đọc được nhưng hiểu được ý nghĩa. Bạn xem, đặc biệt khi viết kiểu chữ truyện thì giống như vẽ một bức họa. Bạn không biết cách đọc nhưng hiểu được ý nghĩa. Toàn thế giới không có kiểu chữ thứ hai như vậy. Đây là trí huệ của tổ tiên chúng ta, độc nhất vô nhị mà. Sự phát minh ra văn ngôn văn, điều này rất vĩ đại. Văn ngôn văn vĩnh viễn không đổi, có thể truyền tải trí huệ mấy ngàn năm của tổ tiên cho đời sau, không bị biến chất. Thật là vĩ đại. Sau mấy ngàn năm sau đọc bài văn này như người xưa ở ngay trước mắt vậy. Hiện nay cầm đọc nhưng không hiểu được. Đúng vậy, không sai. Văn ngôn văn không khó học. Trước đây từ nhỏ đã dạy văn ngôn văn. Thầy dạy chúng tôi đọc thuộc 100 lần thì bạn có năng lực viết văn ngôn văn. Nếu đọc hiểu thì 50 lần là đủ rồi. Nếu có thể học thuộc 50 bài văn ngôn văn thì vấn đề đọc hiểu được giải quyết rồi. Do đó từ nhỏ học thuộc lòng là cái đạo lý này. Trẻ con 5-6 tuổi học những bài này, học đến 8-9 tuổi thì có thể viết ra văn ngôn văn rất hay rồi. Ngài biết là dân chủ, pháp trị, bình đẳng, tự do. Phương Tây rất tôn sùng sự tự do. Nếu tất cả đều tự do thì có phải là không tự do nhất không? Hai chữ tự do này rất khó nói. Nói thấu triệt nhất vẫn là Phật Pháp. Nếu bạn minh tâm kiến tánh, Phật Pháp không gọi là tự do mà gọi là giải thoát, gọi là tự tại, gọi là đại tự tại. Vì sao vậy? Khổng Tử nói tự do này là do đức hạnh được nâng lên. Khổng Tử đến 70 tuổi mới tùy theo ý muốn của tâm mình mà không vượt quy củ. Đó là tự do. Tự do như thế nào? Bất luận thế nào cũng tự nhiên, hợp với khuôn phép, không phạm khuôn phép. Đúng vậy, phạm vào khuôn phép không gọi là tự do, gọi là làm loạn rồi. Đâu gọi là tự do được chứ. Nghe đến ý nghĩa của tự do cũng không hiểu. Phu Tử nói tam thập nhi lập, tứ thập nhi bất hoặc, ngũ thập nhi tri thiên mệnh,
lục thập nhi nhĩ thuận, thất thập mới tùy tâm sở dục mà không vượt khuôn phép. Đến 70 tuổi mới thực sự đạt đến tự do. Đây là công phu hàm dưỡng, không phải sự tự do tùy tiện kia, tùy thuận theo tham sân si mạn. Vậy còn ra gì nữa chứ? Loại tự do này tạo ra vô lượng vô biên tội nghiệp. Như vậy thì giá trị quan phương Tây như dân chủ, tự do bình đẳng, vân vân, thực tế chỉ là hình thức rất nông cạn, rất có vấn đề, có rất nhiều vấn đề. Những điều họ nói đều không thực tế. Mọi người cho rằng tự do là không ai quản được tôi, muốn làm gì thì làm. Vậy thì xã hội đại loạn rồi. Hôm nay tự do muốn giết người thì giết, muốn phóng hỏa thì phóng hỏa, còn ra thể thống gì nữa chứ? Ở trên mạng có tin tức thế này, vì phương Tây sùng bái tự do bình đẳng, mọi người bình đẳng, nên trên mạng chúng ta thường thấy vài bức biếm họa về Tổng thống Bush vẽ thành thằng hề, thành trò cười cho mọi người. Người nước ta cũng học điều này từ trên mạng. Tuy nhiên họ không dám làm xấu, chỉ dám trêu chọc, chế nhạo đối với nhà lãnh đạo, cho rằng đó là một kiểu xưng hô thân mật. Thí dụ như Chủ tịch Hồ Cẩm Đào gọi là anh Hồ, anh Đào. Thủ tướng Ôn Gia Bảo thì gọi là Bảo Bảo, anh Tiểu Bảo. Vấn đề này trên thực tế người phương Tây thể hội rất nông cạn, không thể so sánh với phương Đông về mặt hàm dưỡng. Người phương Đông chung sống với nhau quan trọng nhất là tôn trọng, nên nhất định có lễ tiết. Lễ có tiết độ nhất định, bạn không thể vượt qua. Vượt qua là nịnh bợ rồi. Không thể không có lễ, không có là ngạo mạn, là thất lễ. Cho nên dùng lễ duy trì trật tự toàn xã hội. Động loạn của xã hội phương Tây là do không có tiêu chuẩn đạo đức này để mà duy trì. Không có khuôn phép, nhất định phải tôn trọng lãnh đạo quốc gia. Vì sao vậy? Bạn không tôn trọng họ, tức là không tôn trọng cả dân tộc quốc gia đó rồi. Chúng ta có lý niệm này, nước ngoài không biết. Vì sao vậy? Bạn tôn trọng họ thì mọi người mới có thể tuân thủ hiệu lệnh của họ, mới có thể khiến họ lãnh đạo được quốc gia này ổn định dài lâu. Nếu không tôn trọng họ thì ai nghe họ đây? Mọi người không nghe lãnh đạo thì quốc gia này sẽ loạn. Tội lỗi này rất nặng. Nên thời xưa, nếu bạn lấy lãnh đạo làm trò cười thì đó là tội chết, hình phạt nặng nhất. Hậu bối lấy trưởng bối làm trò cười thì cũng không được phép. Tôi còn nhớ vào khoảng năm Dân Quốc thứ 20 mấy, chúng ta vẫn còn điều luật này. Lão sư Lý đã từng nhắc đến, tôi nói tôi biết, tôi có ấn tượng này. Nên có thân quyền xử phân. Thân quyền là sự ái hộ chu toàn của cha mẹ đối với con cái. Nếu cha mẹ nói đứa con này bất hiếu, các anh xử tử nó thì không cần phân giải mà lập tức đi tử hình, không cần thẩm tra. Đúng vậy, cha mẹ còn không cần nữa thì anh làm người trong xã hội được hay sao? Vì điều luật này nên khi đó mặc dù có nhiều người bất hiếu nhưng không dám có biểu hiện bất hiếu. Phát sinh ra hiệu quả rất lớn. Thời gian đó khoảng năm Dân Quốc thứ 26, 27, trước kháng chiến thì bị xóa bỏ rồi. Trước đây nếu bẩn cợt lãnh đạo thì bị xử tử,
không phải vì bảo vệ vị trí lãnh đạo mà vì trật tự xã hội. Đúng vậy, là để duy trì trật tự toàn bộ xã hội. Điều này có quan hệ rất lớn, nếu không sẽ loạn thôi. Cho nên sự ổn định dài lâu mà chúng ta có được là có đạo lý. Đây là điều người nước ngoài thường không hiểu được. Chúng ta có đạo lý của mình. Đây xem ra không phải là việc nhỏ, là việc lớn. Việc nhỏ làm sao được chứ? Là danh phận, là trưởng ấu hữu tự. Trưởng ấu hữu tự có đạo lý sâu thế sao à? Ý nghĩa rất sâu xa. Nó duy trì một gia tộc, duy trì an định xã hội. Cho nên khi bạn phá hoại trật tự này thì hậu quả để lại rất là phiền phức. Thực ra mọi người đều có thể hội này, luôn trêu đùa chế nhạo người khác, nhưng trong tâm rất là tự nhiên, xem như không sao cả. Nếu như chúng ta cũng lấy lãnh đạo làm trò cười thì đất nước loạn mất rồi. Đối với cha mẹ trưởng bối như vậy thì xã hội sẽ loạn thôi. Họ nói nhưng bạn không nghe. Đúng vậy, cùng lứa với nhau cũng phải có giới hạn, không được quá mức. Tiếp theo là vấn đề khoa học kỹ thuật. Hơn 2000 năm trước, nước ta có một nhà khoa học vĩ đại là Mặc Tử. Ông từng làm một con chim biết bay bằng gỗ, có thể bay trên không trung 3 ngày không rơi. Còn có cơ hội diễn thuyết trong trường đại học và đưa một câu hỏi cho mọi người là: hiện nay có nhà khoa học nào có thể làm ra một con chim như vậy? Không ai trả lời được. Nhà khoa học hiện nay thực sự là không làm được. Con xin thỉnh giáo với Ngài, nước ta thời xưa có trí huệ thông minh sáng lạng, năng lực cao siêu mà người ngày nay không thể sánh được, vì sao họ không phát triển thêm? Thật sự có một chuyên gia viết một quyển sách cảm thán là: vì sao khi xưa Mặc Tử không phát triển thêm, có thể không lâu sau khi phát triển thì người đầu tiên lên mặt trăng là người nước của ta. Tàu vũ trụ đầu tiên cũng là nước ta chế tạo ra. Đặc biệt sau cuộc chiến tranh Nha Phiến, khi thấy thuyền to, súng lớn của người phương Tây, rất nhiều thanh niên đều nghĩ như vậy. Lòng họ oán hận tổ tiên. Tại vì sao như vậy? Tổ tiên có trí huệ thông minh, có bốn phát minh lớn như vậy, thì vì sao không chế tạo ra một số vũ khí tiên tiến chứ? Đúng vậy. Nếu tổ tiên chúng ta giống như người nước ngoài, tham cái lợi trước mắt, thì thế giới này bị hủy diệt sớm rồi, không tồn tại nữa. Tổ tiên chúng ta có đức hạnh, họ chịu trách nhiệm đối với lịch sử và hậu thế. Nếu phát minh ra những thứ này mà không tương ưng với đạo đức thì tai họa không thể mà lường hết. Cho nên việc truyền thừa luân lý đạo đức tuyệt đối không sai lầm. Nếu như truyền thừa khoa học kỹ thuật mà đánh mất đi luân lý đạo đức thì thế giới này sẽ bị hủy diệt rồi. Trong rất nhiều báo cáo nói 50.000 năm trước, khoa học của nền văn minh Atlantis còn tiến bộ hơn chúng ta hiện nay. Vì luân lý đạo đức không còn nữa, không còn ai tin tưởng Thượng Đế nữa. Kết quả cả xã hội dâm loạn đạt đến cực điểm, khiến cho toàn bộ đại địa chìm xuống đáy biển Đại Tây Dương. Khi đó gọi là Đại Tây Quốc. Hóa ra một trong những nguyên nhân sau cùng khiến họ bị diệt vong là dâm loạn và khoa học kỹ thuật. Đúng vậy, khoa học kỹ thuật phát triển. Nước ngoài nói nhân định thắng thiên, cho nên bản thân cuồng vọng, không cần luân lý đạo đức nữa, cũng không tin có thần thánh, không tin có Thượng Đế. Con nhớ Ngài từng nói,
trói buộc người khác là một việc không đạo đức. Sau phong trào ngũ tứ, nhiều người cho rằng giáo dục thánh hiền là trói buộc nhân tánh, tự do tự tại của mọi người. Không phải. Đó là sự trói buộc mặt tiêu cực, mặt trái ngược như tánh đức của bạn, là trói buộc về mặt này, không trói buộc việc bạn phát huy tánh đức. Cho nên về phương diện giáo dục, quy định của nhà trường đối với trẻ mẫu giáo, học sinh tiểu học rất nhiều. Càng lên trên thì mức độ càng ít đi. Đến đại học thì hầu như mới nới lỏng ra. Nên giáo dục nước ta cũng như vậy. Khi bạn vô tri thì cần hạn chế bạn, khi lên cao thì từ từ mà nới lỏng dần. Đến cuối cùng giống như Khổng Tử 70 tuổi đạt đến tự do thật sự. Tự do này tuyệt đối không có lỗi lầm. Giống như tàu vũ trụ vậy, bay lên tự do nhưng vẫn có quỹ đạo. Đúng vậy. Rồi quỹ đạo sẽ không trở lại được. Đúng vậy. Đúng vậy, không sai. Tự do hiện nay của các bạn có vượt qua hiếu đệ trung tín lễ nghĩa liêm sĩ nhân ái hòa bình, có trái ngược hay không? Bạn tuyệt đối không trái ngược. Thì 12 chữ này thì có thể đạt được đại tự tại. 12 chữ này thật ra là một quy luật. Đúng vậy, là tánh đức của tự tánh. Vừa rồi chúng ta nói những vấn đề của phương Tây, tiếp theo là nói về giáo dục văn hóa truyền thống. Đó là nhân nghĩa lễ trí tín. Ngài từng nói là giữa trời và đất chính là một từ hài hòa, là một chữ ái. Có người hỏi vì sao trong trời đất nguyên tắc tối cao là yêu thương, không phải là hận, không phải là cạnh tranh. Vũ trụ vốn là hài hòa. Nói về đạo lý này sẽ rất sâu xa. Trong triết học gọi là bản thể. Đến nay vẫn chưa có kết luận. Cách nói của mỗi nhà triết học không giống nhau. Điều không khiến ta tâm phục, khẩu phục. Ở phương Đông, sau khi Kinh Phật truyền đến nước ta, chúng ta tin phục đối với Kinh Phật. Người ta nói khi Kinh Phật chưa truyền đến Trung Quốc thì Phục Hy vẽ bát quái. Trong bát quái nói ban sơ là thái cực, thái cực sinh lưỡng nghi, âm dương, âm dương sanh tứ tượng, tứ tượng sanh bát quái, bát quái sinh vạn vật. Đó là nói về khởi nguồn của vũ trụ. Vì sao thêm vô cực vào trước thái cực? Thực tế không cần thiết. Trong Phật Pháp nói bản thể là tự tánh. Rốt cuộc tự tánh là thế nào? Không nói ra được. Kinh Phật dùng bốn chữ chẳng thể nghĩ bàn. Bạn không thể tưởng tượng, bạn nói không ra được. Vì sao vậy? Đó không phải là tinh thần, cũng không phải là vật chất, nhưng nó tồn tại, vĩnh viễn tồn tại, vượt qua nhận thức của chúng ta, tư tưởng của chúng ta không đạt đến được. Tư tưởng mà Phật Pháp nói cho chúng ta là khởi tâm động niệm, phân biệt chấp trước, nhất định là không thể vượt qua A Lại Gia thức, là thức thứ 8. Bạn không thể vượt qua phạm vi thức thứ 8 này. Nếu vượt được lên phía trên thì gọi là bổn tánh, nên bạn không thể vượt qua. Chỉ cần bạn không dùng tâm ý thức. Tâm là khởi tâm động niệm, ý là chấp trước, thức là phân biệt. Chỉ cần bạn không khởi tâm, không động niệm, không phân biệt, không chấp trước, thì bạn kiến tánh. Bạn sẽ hoàn toàn hiểu rõ. Trên Kinh Hoa Nghiêm, Phật gọi danh từ này là
tự tánh thanh tịnh viên minh thể. Thể là bản thể. Nó như thế nào? Quả thật nó là tự tánh, là bổn tánh, không có sanh diệt. Viên là viên mãn, không có một chút khiếm khuyết. Minh là quang minh, là nói trí huệ. Trong viên là nói gì vậy? Là chúng ta nói đến đạo đức, luân lý đạo đức. Ở trong chữ viên về phước báo, Phật Pháp không nói phước báo mà nói tướng hảo. Tất cả đều ở trong chữ viên này. Viên mãn đầy đủ, nhưng không có duyên thì nó không hiện hành. Không hiện nhưng bạn không thể nói nó không có. Cho nên sáu căn chúng ta tiếp xúc không được, nhìn không thấy, nghe không thấy, sợ không được, dùng tâm nghĩ cũng không nghĩ ra. Đó là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý đều không tiếp xúc được. Nên dùng chữ không làm đại diện. Không không phải là vô. Chữ không này không dễ hiểu. Cái không hữu này nó có thể sinh ra vũ trụ. Vũ trụ từ đâu mà có? Từ đây mà biến hiện ra. Biến hiện thế nào ra? Nhà Phật nói là do khởi tâm động niệm. Khởi tâm động niệm vô cùng vi tế, chúng ta không có cách nào nhận biết được. Lời đối thoại giữa Thế Tôn và Di Lặc Bồ Tát vì tốc độ khởi tâm động niệm ở quyển thứ 8 trong Pháp Uyển Châu Lâm. Phật hỏi Bồ Tát Di Lặc: phàm phu khi động một ý niệm, trong một niệm còn có nhiều tế niệm, niệm này có bao nhiêu tế niệm? Di Lặc Bồ Tát nói: một cái khẩy ngón tay, thời gian rất ngắn, có 320.000 tỷ ý niệm. Đơn vị tính là trăm nghìn. Trăm nghìn là 10 vạn. 32 nhân với 10 vạn là 320.000 tỷ. Một cái khẩy ngón tay có 320.000 tỷ tế niệm. Chúng ta một giây có thể khẩy ngón tay 4 lần, nhân với 4 thành 1.280.000 tỷ tế niệm trong một giây. Đây là nói về chân tướng chủ trụ. Cho nên vật chất, tinh thần và nhân quả đồng thời sanh ra. Sau khi bạn mê rồi thì niệm niệm đều mê. Cho nên chúng sanh lục đạo hiện nay nhìn thấy là hiện tượng gì? Là tướng tương tục, không phải là thật. Cho nên Phật nói vạn pháp giai không. Đại Mát Nhã là một phần tinh hoa của cả đời giảng kinh của Phật. Giảng 22 năm, tổng kết hết thảy pháp là vô sở hữu, tất cánh không, bất khả đắc. Đây là kết luận cuối cùng, chính là chân tướng sự thật. Cho nên nếu bạn ngộ nhập rồi thì tự nhiên sẽ hợp làm một với tự tánh. Khi đó thì trí huệ vô lượng, đức năng vô lượng, tài nghệ vô lượng, tướng hảo vô lượng. Đó là thế giới cực lạc, thế giới hoa tạng, đẹp không sao tả xiết, là viên mãn. Chính là cái đạo lý này. Chúng ta ngày nay vẫn ở thế giới này là do mê rồi. Sau khi mê rồi thì biến chất, biến thành lục đạo, thành luân hồi, thành tam độ, đã biến dạng rồi. Mọi người tu theo phương pháp này đều có thể chứng đắc cảnh giới đó. Đúng vậy. Cho nên Phật Pháp là khoa học. Ngài dạy bạn tự cầu chứng, không bảo bạn tin tưởng. Trong xã hội, mọi người rất cảm ơn đối với những người có vị trí lao động vất vả, như người quét đường, dọn phân, rất biết ơn đối với những công nhân vệ sinh. Có học sinh hỏi một câu, xin Ngài trả lời. Có một thanh niên hỏi là: vì sao tôi phải cảm ơn họ? Họ kiếm tiền của họ, tôi đã trả tiền cho họ rồi. Họ làm việc chất giả như vậy, nhưng tôi trả tiền cho họ rồi, thì vì sao phải cảm ơn họ chứ? Từ đó còn nghĩ đến một vấn đề. Nếu mọi người đều có thói quen này, không biết cảm ơn, rất khó thuyết phục họ. Họ cho rằng đã trả tiền rồi thì giữa họ không còn việc gì nữa. Trả tiền là một việc, là một kiểu giao dịch.
Tâm cảm ơn là thiên tánh. Nếu như người có thể trở về với thiên tánh, trong Phật Pháp nói chư Phật Bồ Tát không những cảm ơn đối với hết thảy chúng sanh, mà còn cảm ơn cả cây cỏ, hoa lá, sơn hà, đại địa, toàn bộ vũ trụ. Các ngài không giống như chúng ta, từ đó mới thật sự phát hiện bản thân quả thật là tâm yêu thương trùm pháp giới, thiện ý khắp nhân gian. Người mê mất tự tánh vĩnh viễn không thể hưởng thụ niềm vui này. Nếu như con cái hỏi cha mẹ không trả lời được, họ sẽ không nhận được giáo dục của Phật Pháp. Đúng vậy, không sai. Cha mẹ không trả lời được, như trên Kinh Vô Lượng Thọ nói, tiên nhân bất thiện, bất thức đạo đức, vô hữu ngữ giả. Sau cùng dạy chúng ta là không nên trách họ. Vì sao vậy? Đánh mất nhiều đời rồi. Tôi luôn cảm thấy mấy câu này của Thế Tôn trên kinh là nói về người hiện nay. 3000 năm trước Ngài đã nhìn thấy cái xã hội này rồi. Không nên trách họ. Đúng vậy. Vì sao vậy? Mấy thế hệ đã đánh mất rồi, bạn trách họ sao được? Nên hiện nay truyền đạo hoằng pháp đều vất vả khó khăn hơn bất cứ thời đại nào. Khi chúng tôi học Phật Pháp, hàng ngày đều quỳ xuống lễ bái lão sư, tiếp nhận giáo huấn của lão sư. Lão sư nói với tôi, tương lai các con hoằng pháp lợi sanh, quỳ trước mặt tín đồ mà truyền pháp cho họ, họ chưa chắc đã chịu tiếp nhận. Cho nên Thầy đã biết trước nỗi vất vả mà chúng tôi chịu đựng ngày nay rồi. Mấy mươi năm trước đã nói cho chúng tôi, nên chúng tôi rất là cam tâm, rất tình nguyện mà nhận chịu. Lão sư đã nói trước à? Đúng vậy. Ngày nay chúng tôi chứng thực được điều trên kinh luận. Vì sao làm như vậy? Chúng tôi biết vũ trụ là một thể, tự tha bất nhị. Do họ có phân biệt, có chấp trước, chúng tôi thì không có. Chúng tôi cần từ từ mà cảm hóa họ, giúp đỡ họ quay đầu. Thời gian mê mất phương hướng rất dài, mê rất sâu, không dễ dàng quay đầu được ngay. Chúng ta nhất định phải biết điều này, cần có tâm nhẫn nại. Trong nội tâm của người Trung Quốc luôn có một nỗi đau lớn, nỗi sỉ nhục. Hơn 100 năm trước, chúng ta bị cường quốc xâm lược. Ai cũng muốn đất nước vươn lên hùng mạnh, trở thành cường quốc. Tâm lý này có thể hiểu được. Có hai vấn đề mọi người không hiểu. Một là chúng ta luôn nói nhân ái, vì sao lại có kết cục này? Kết cục này là cộng nghiệp mà chiêu cảm. Nhân ái là tổ tiên truyền lại, khi truyền đến các đời sau thì khái niệm này ngày càng bị nhạt đi rồi, trở thành có trên hình thức. Trên thực tế là tự tư tự lợi không ngừng tăng trưởng. Đồng thời nhìn thấy nước ngoài thì luôn cho rằng là họ đúng, còn chính mình thì là lạc hậu, mất đi lòng tin đối với sự truyền thừa của tổ tiên. Điều này chính là nhân tố đầu tiên gặp phải khổ nạn. Cũng do thời kỳ đó không có người nói sự việc này rõ ràng tường tận. Cho dù có người nói rõ ràng tường tận thì cũng không bằng hiện nay có truyền thông tuyên truyền. Khi đó không có truyền thông, nếu không có người có địa vị rất cao ủng hộ thì bạn không truyền rộng ra được. Bạn chỉ có thể truyền cho vài học trò thôi, nên không thể truyền cho đại chúng. Ưu điểm của hiện tại là khoa học kỹ thuật rất phát triển, chúng ta cần sử dụng tốt truyền thông. Xã hội hiện nay loạn thế này, chúng tôi nghĩ nếu sử dụng tốt truyền thông thì khôi phục trật tự thế giới mất 1 năm là đủ. Nếu không có truyền thông thì vĩnh viễn không thể khôi phục.
dùng phương pháp nào đây? Thật sự tìm không ra. Nếu dạy thì cần bao nhiêu người dạy đây? Đất nước có hơn 1 tỷ người thì bạn dạy thế nào đây? Nên cống hiến của truyền thông rất lớn, cần sử dụng nó cho tốt. Nó có thể cứu được toàn thế giới, nhưng ngược lại nó cũng có thể hủy diệt cả thế giới. Như ngài thấy, một dân tộc, một đất nước cũng cần lớn mạnh đến một mức độ nhất định để không bị sự bắt nạt của nước ngoài, không rơi vào sự nguy hiểm bị mất nước, diệt tộc. Đúng vậy. Quan trọng nhất là văn hóa, vẫn là văn hóa. Ngày nay trên thế giới mọi người đều tán thành văn hóa, nên chúng ta thấy thời nhà Chu, khi đó chưa thống nhất, đến nhà Tần mới thống nhất. Họ có chung một chủ nhân, tôn là thiên tử. Vì sao vậy? Trình độ văn hóa của nước nhỏ này cao, thực sự có lễ nghĩa, là nước hòa mục. Một nước khi đó tương đương với một huyện ngày nay, thậm chí nhỏ hơn một huyện. Thời đại văn võ Chu Công khi đó trị nước rất giỏi, thật sự làm được đến nhân dân tương thân tương ái, cùng nhau hợp tác, trên dưới giống như người một nhà. Những nước xung quanh nhìn thấy đều ngưỡng mộ, học tập theo và tôn làm thiên tử. Nên thiên tử khi đó là dân chủ, không phải dùng vũ lực để chiếm lấy, là sức mạnh của văn hóa. Ngày nay cũng như vậy. Chúng tôi lấy than trì làm thực nghiệm, thực nghiệm thành công rồi, người nước ngoài đến tham quan, họ thấy rất cảm động, là đạo lý này. Nếu dùng truyền thông tuyên dương mạnh mẽ, sẽ sanh ra hiệu quả rất lớn. Một huyện có hiệu quả thế này, nếu một quốc gia thì sẽ thu hút rất nhiều quốc gia khác đến học tập. Đúng vậy. Thật ra chỉ cần trong nước xuất hiện một huyện, một thành phố, thì toàn bộ sẽ học tập theo, toàn thế giới học tập theo. Bạn sẽ là chủ nhân chung của toàn thế giới. Cho nên không cần dùng vũ lực, không cần đánh chiếm. Đúng vậy. Họ tôn kính bạn từ trong tâm. Đánh chiếm là dùng vũ lực khuất phục, nhưng tâm họ không phục, không hợp nhân tánh. Đúng vậy. Bạn làm ra thật sự tốt, đặc biệt là thời loạn hiện nay, ai cũng muốn an định, hài hòa. Xuất hiện một thành phố hài hòa thì ai mà không cảm động chứ. Xin ngài giải thích chữ trí trong nhân lễ nghĩa trí tín nào. Trí là trí huệ. Trí huệ thực sự là có năng lực phân biệt tà chánh, đúng sai, được mất. Có cái năng lực này, năm đức hạnh cơ bản nhất, nhân lễ nghĩa trí tín, thì nhân đứng đầu là bổn tánh con người ạ. Nhân là yêu thương, là nhân ái. Nghĩa theo như ngài nói là một quy luật, quy tắc phù hợp với bản thân. Mỗi người giữ đạo của mình. Lễ là một loại trật tự, một loại lễ tiết. Trí thì ngài đã nói rồi. Tín là tín dụng. Đúng vậy. Đầu tiên của tín dụng là phải tin người. Đối với bất kỳ người nào đều có lòng tin thành khẩn. Người hiện nay không có lòng tin này, người đều là người xấu, không có người tốt. Trước đây không như vậy, người người đều là người tốt, không có người xấu. Vì sao là người xấu? Họ học cái xấu rồi, không phải bản tánh của họ. Bản tánh nhất định là người tốt, nên nhân chi sơ tánh bổn thiện. Vì sao biến thành xấu? Học xấu rồi. Vì sao lại học xấu? Không có người dạy họ, nên mới có giáo dục. Chúng ta dùng bàn tay làm thí dụ. Nhân, lễ nghĩa, trí tín là năm loại biểu hiện. Thì cội nguồn của nó ở đâu ạ? Phải xuất phát từ một nguồn gốc không? Đúng vậy. Nguồn gốc chính là thân, phụ tử, hữu thân, chính là tình thân ái đó, là nhân tánh tự nhiên ai cũng có. Hơn nữa nhân nghĩa lễ trí tín cũng là tự nhiên, là bổn tánh, là tánh đức, không phải do học mà có.
Thực tiễn trong năm mối quan hệ trong cuộc sống thì biểu hiện thành năm loại tánh đức. Đúng vậy. Bạn nhìn từ đâu? Từ những đứa trẻ mới 3-4 tuổi, chúng chưa biết nói. Bạn nhìn ánh mắt của chúng, chúng đều tin tưởng, đều yêu thương đối với bất kỳ ai. Hơn nữa là bình đẳng. Đó chính là thiên tánh. Tổ tiên của chúng ta nhìn ra điều này, làm thế nào giữ gìn thiên tánh này vĩnh viễn không thay đổi, phải cần đến giáo dục. Có thể nói nhân tánh nhất chính là khoa học nhất, phải không ạ? Đúng vậy. Nguồn gốc là như nhau. Khoa học, triết học, thần học, nói đến cuối cùng thật ra chỉ là một chữ ái. Cho nên tiến sĩ Giang Bổn Thắng làm thí nghiệm về nước, ông làm hơn 100.000 lần. Ông nói với tôi, chỉ có chữ ái, bất luận là văn tự của nước nào dán vào lọ nước thì hình ảnh đều như nhau, đẹp vô cùng. Nên ông nói ái có phải là trung tâm của toàn vũ trụ. Tôi trả lời đúng vậy. Tâm của vũ trụ chính là chữ ái này. Phật Pháp gọi là từ bi. Phật Pháp là gì? Từ bi làm gốc, phương tiện làm cửa. Cơ Đốc giáo, Thiên Chúa giáo, Do Thái giáo đều dựa vào Thánh Kinh, Kinh Tân Cựu Ước. Họ là người một nhà. Đạo Do Thái học Kinh Cựu Ước, Đạo Cơ Đốc học Kinh Tân Ước, Đạo Thiên Chúa học Kinh Tân Cựu Ước. Nên tôi lấy họ làm thí dụ. Đạo Do Thái thờ Thượng Đế nên thuộc nhóm Thượng Đế. Đạo Cơ Đốc thờ Chúa Giê-xu nên thuộc nhóm Thái Tử. Đạo Thiên Chúa thờ Đức Mẹ Maria nên thuộc nhóm Hoàng Hậu. Trong bộ Kinh Tân Cựu Ước thực tế chỉ nói về chữ ái. Thần ái thế nhân, Thượng Đế ái thế nhân. Hiện nay thế lực của Đạo Hồi rất lớn. Trên thế giới có hơn 1 tỷ tín đồ. Trước mỗi chương quan trọng trong Kinh Koran của họ nhất định là chân chủ đích thực nhân từ. Nên bạn xem tất cả tôn giáo chung quy đều là ái. Nên tôi nói tôn giáo có thể đoàn kết. Tôn giáo là người một nhà. Những ngón tay là tôn giáo, lòng bàn tay là cội nguồn. Nguồn gốc là ái. Ái là thiên tánh, là quy luật tự nhiên. Đúng vậy, không sai. Không phải do ai sáng tạo phát minh ra, hay là chế độ của ai, mà là nhân tánh. Chúng ta thường nói đến sự gắn kết dân tộc. Nếu như một dân tộc đều tin giữ nhân nghĩa lợi trí tín, tâm của mọi người đều giống nhau. Đúng vậy, không sai. Sự gắn kết này không những là gắn kết dân tộc, mà là sự gắn kết nhân loại, sự gắn kết vũ trụ. Một chút cũng không giả. Hiện nay có hai con đường. Một là đi theo nhân lễ nghĩa trí tín, hay là ngược lại. Một người, một gia đình hay một dân tộc đi theo một trong hai con đường này thì có kết quả khác nhau thế nào ạ? Không như nhau. Nếu thuận theo thì đó là con đường của thánh hiền. Phật Pháp gọi là Phật Đạo, con đường thành Phật. Ngược lại thì phải xem mức độ. Trái ngược 180 độ thì quả báo ở địa ngục A Tỳ là bi thảm nhất. Đúng vậy. Bất nhân, bất nghĩa, vô lễ, ngu muội, không giữ uy tín là đường địa ngục. Nếu cứ tiếp tục trái ngược với tánh đức nhân lễ nghĩa trí tín thì nhất định bị đào thải, bị thế giới tự nhiên đào thải. Con người làm như vậy thì nhân loại cũng bị đào thải. Giống như khủng long bị tuyệt chủng, có khả năng này không mà? Quả thật có khả năng này. Nhà khoa học hiện nay đã đưa ra cảnh báo trái đất sẽ có đại quỷ diệt, nói ngày tận thế. Trong tôn giáo nói ngày tận thế
Thí dụ đoạn cuối trong Thánh Kinh nói về Ngài tận thế. Kinh Koran nói sáu tín điều, trong đó có tin Ngài tận thế. Trong Phật giáo không nói Ngài tận thế, nhưng nói có tai họa. Trên thế giới có khả năng có tai họa lớn hay không? Có. Chỉ cần xem nhân quả báo ứng liền hiểu thôi. Bạn xem người hiện nay tạo ra là cái nhân gì, họ nghĩ điều gì, họ niệm niệm là điều gì, nói điều gì, làm những gì. Bạn tỉ mỉ mà quan sát, hoàn toàn trái ngược về tánh đức. Sự việc này rất tai hại, nên tai họa nhiều như vậy. Nếu con làm cha mẹ tuân theo quy luật này để quan sát người thân, con cái trong gia đình, nếu họ đều bất nhân bất nghĩa, trái ngược về tánh đức, vậy thì gia đình con nhất định khó tránh khỏi tai nạn rồi, phải không? Đúng vậy. Hiện nay thường có cách nghĩ là khi tôi kiếm tiền đủ rồi, cả gia đình sẽ di cư đến một nơi tốt, như ra nước ngoài, một nơi tốt đẹp, sau đó tôi có thể sống thoải mái phần đời còn lại. Nhiều người bán mạng kiếm tiền vì điều này. Thiên hạ không có chuyện dễ dàng như vậy. Có cầu kiếp vận đến thì khó tránh. Trong kiếp số này, bất luận trốn đến đâu, bạn cũng sanh bệnh mà chết, ôn dịch mà chết, hoặc là đột tử. Thường xuyên như vậy thì bạn làm sao giữ được quy luật này như bàn tay, bạn không thoát ra được à? Đúng vậy, không sai. Nếu thuận theo nhân nghĩa lễ trí tính thì ở khu vực tai nạn bạn cũng tránh khỏi. Nếu trái ngược thì đi đến đâu cũng không tránh khỏi. Đúng vậy, không sai. Không phải đi trốn ở nơi nào cả, không có tác dụng gì. Bạn thuận theo tánh đức là tuyệt đối chính xác. Cho dù tai nạn đến thì bạn cũng không hoảng sợ, tâm bạn định, không bị hoàn cảnh dao động. Dù không may chết đi thì nơi bạn đến cũng sẽ tốt đẹp hơn chỗ này. Đây là thật. Nếu có tâm lý cầu may, muốn kiếm nhiều tiền, trong số này có nhiều tiền bất nghĩa, bạn tìm một nơi an toàn để ở. Thế gian này không có việc dễ dàng như vậy rồi. Hiện tại có hai nghề kiếm rất nhiều tiền, một là làm bác sĩ và làm giáo sư đại học, học giả, chuyên gia. Nghề này thời xưa đều không gì phải kiếm tiền mà làm, đây là bất thường. Thời xưa hai loại người này nhận được sự tôn kính của đại chúng vì điều họ làm ra là hy sinh và cống hiến. Người dạy học nhất định không thu học phí. Thầy thuốc nhất định không đòi tiền người bệnh. Thầy thuốc chỉ chữa bệnh, sau khi chữa bệnh khỏi rồi thì tùy bạn cúng dường. Nhà bạn có tiền thì cúng dường nhiều một chút, nếu không có tiền thì cúng dường ít một chút. Thậm chí không có tiền thì thầy thuốc vẫn cho thuốc miễn phí. Cứu người mà, cứu thân mạng người. Giáo sư là cứu huệ mạng của người, làm sao biến nó thành việc mua bán được chứ? Thương mại hóa trường học và bệnh viện có phải gây tổn hại rất lớn đến dân tộc quốc gia không? Đúng, tổn hại này rất lớn. Cẩn dịch, ban biên dịch Tình Không Pháp Ngữ. Địa chỉ email vòng tay cư sĩ amoc@gmail.com. Người đọc Hạnh Quang. Phát tâm cúng dường do nhóm đệ tử quy thành kính cúng dường. Nguyện cả thảy chúng sanh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi Tịnh Độ, trên đền bốn ân nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy nghe, đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này, đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.